mấy chị nha. Mấy chị ơi, hôm nay em nói thật luôn, hàng toàn xinh thôi mấy chị, nhưng mà giá cực rẻ luôn, thiệt luôn á mấy chị. Hôm nay mà ai bỏ qua cái like này là tiếc lắm luôn nha mấy chị nha. Hàng em đăng, em chưa có open hết nhưng mà hàng nhiều lắm mấy chị, nhưng mà giá cực rẻ luôn á, thật sự luôn. Ai bỏ qua cái like này là tiếc lắm mấy chị ơi, thương cho em một lượt chia sẻ nha mấy tình yêu ơi, lên được chia sẻ giúp em nha mấy chị nha. Đầu like xăng hàng bơm giúp em ha tình yêu ha. Rồi mấy chị chia sẻ like lên giúp em nha mấy chị nha. Em nói thật luôn, hôm nay hàng em đăng ha, mà mấy chị nhắn tin em nhiều khi là em không dám nhận trong tin nhắn luôn mấy chị, có nghĩa là em không dám nhận trong tin nhắn luôn á. Em đăng hình lên giá cực kỳ rẻ, có 39-49 ngàn thấy mấy chị hơn. Nói chung mấy chị dặn khách dặn em nhiều lắm luôn á mấy chị ơi, nhưng mà em không dám nhận nha. Em chỉ chốt cho mấy chị trên like thôi mấy chị ha, em chốt trên like thôi, nên mấy tình yêu mình chia sẻ like lên giúp em ha mấy chị ha. Cưng lắm mấy chị, đó thật mấy bộ ngố đó mà giá 39-49 chứ không ai bán, thật sự luôn em nói thật luôn. Rồi đấy mấy chị vô đông đông, mấy chị chia sẻ like lên giúp em nha mấy chị yêu ơi, chia sẻ like lên giùm em ha. Dạ. Rồi mấy chị ơi chia sẻ like nha, mẹ hả lấy mấy em chốt đơn ha. Rồi chia sẻ like lên sang hàng sale nha mấy tình yêu ơi. Rồi chia sẻ like lên giùm em nha mấy chị nha. Em nói thật luôn, những cái mẫu cực kỳ đẹp em đăng mà giá 39-49 thì không đâu có mấy chị ơi, thật sự luôn, có mình em bán á. Có mình em bán á. Quá xịn sò rồi mấy chị, xương xương là bán ha. Bán ha, nói chung là em xương xương em còn ít thôi mấy chị, nói hôm nay chị nào chốt trên like thì ok nha mấy chị nha. Còn không là em nghĩ chắc cũng hết hàng đây, nhá cho mấy chị xem một bộ thôi mấy chị. Mấy chị có tin là nhí 39 ngàn mà đại 49 ngàn, em nói thật luôn, không có đâu mà có giá đó. Em không biết người ta bán nhiêu bán cho mấy chị nha, nhưng mà em bán giá chỉ có 39-49 thôi đó. Đây nè mấy chị, bộ đồ vậy thôi nè mà có 39-49 ngàn, không đâu có luôn em nói thật luôn á. Rồi tình yêu mình chia sẻ like lên giúp em ha, em có đủ 6 màu thôi mấy chị. Thay vì bây giờ mình mua một bộ hai bộ là đủ liền, mua 6 bộ đó mấy chị, mà 6 bộ đó mình có thể mặc thay phiên cho con thôi mấy chị ha. Em nói thật luôn á, đẹp lắm luôn á mấy chị ơi. Rồi hôm nay em về bộ dây em cũng sale cho mấy chị là 49-59, hoặc bộ dây 3D hàng vải đẹp lắm mấy chị. Rồi đầm nó mấy chị, đầm nó hôm nay cái váy tay bồng nó mấy chị, nhí đại luôn, hai chị em mặc cặp cho em luôn, cưng lắm luôn nha. Rồi mấy tình yêu mình chia sẻ like lên giúp em mấy chị ơi, đầu like xả hàng nha mấy chị nha, đầu like em xả hàng ha mấy tình yêu ha. Rồi còn gì em chốt cái đó ha, còn gì em chốt cái đó thôi mấy chị. Mấy chị chia sẻ like lên giùm em nha mấy chị yêu nha, chia sẻ like lên giùm em nha mấy chị nha. Đây chia sẻ like lên giùm em ha mấy tình yêu, có logo mình chia sẻ giúp em nha mấy chị nha. Ó mấy chị thấy em đưa những cái mẫu rất là cưng luôn mà có 39-49 ngàn thôi. Rồi mấy chị ơi chia sẻ like lên giùm em, đầu like săn hàng nha mấy chị nha, 29 ngàn 19 ngàn giùm em ha. Đây rồi chốt cho em mã này luôn mấy chị ơi, size này là 19-20 ký vừa em mấy chị ha, 19-20 ký vừa. Rồi 29 ngàn em chấm tương tác lên giùm em nha mấy chị nha, chấm tương tác lên giùm em ha mấy chị ha, chấm nó tương tác lên giùm em nha, để em thấy logo chia sẻ của mấy chị nha. Rồi 29 ngàn xe 19-20 ký nha mấy chị nha, sale luôn 29 ngàn. Mấy chị kệ em tí ha. Đây rồi, đây bộ này nha mấy chị nha. Đây 19-20 ký vừa giùm em một bộ ngố như vậy luôn mấy chị. Rồi chốt cho em mã này mã 29 nha, chốt em mã 29 ngàn, mã 29 giùm em đây, 19-20 ký vừa cái quần ngố luôn mấy chị, 29 ngàn giùm em ha. Ai có size này chốt nha, size 18-20 ký vừa mấy chị ơi, mã 29 nha, lá 29 ngàn. Đi ô ngủ ơi, lá 29 ha, ai chốt lá lên lá, hồi bữa em xem bộ mấy chị chưa có chốt mà. Rồi bộ bô rip này nha mấy chị nha, 29 ngàn luôn. Bộ bô rip này 29 ngàn. Anh đi vô đi để em tự làm. 29. Rồi váy cà 46 kia không có chị Nguyễn Kim Thu ơi, không có 29 thì chị Thương Thanh Thúy ok chị. Ok chị cho Thanh Thúy nha, 29 ngàn. Rồi cái bộ bô rip màu đỏ này nha mấy chị nha, em còn size 8-10 ký nha, rồi sale luôn 29 ngàn. Đi ra vòng. Đây cái bộ này chất bô rip giùm em nha mấy chị nha. Đây cái chất bô rip giùm em nha. Rồi ai chốt đỏ lên đỏ kèm số ký giùm em, còn size 8-10 ký vừa. Đỏ kèm số ký giùm em nha. Ai chốt đỏ lên đỏ đi mấy chị ơi, 29 ngàn giùm em ha, đỏ luôn.
Điều nào chốt đỏ lên đỏ nha em 29. Rồi màu bơ em còn size 8kg thôi. Ai chốt bơ thì lên bơ giùm em nha. Bơ còn 8kg thôi, 29.000. Đó em còn gì em siêu nốt cái đó 29 cho mấy chị em nói thật luôn á. Mua hàng đầu like là đúng siêu lời luôn. Ai chốt mã nào lên mã đó nha mấy chị nha. Đỏ em có size 8-10kg. Còn bơ em còn size 8kg thôi. Ai chốt thì lên giùm em nha, 29.000 ha. Rồi cái váy này là size này 15-16kg vừa mấy chị nha. 14-15-16kg vừa. Rồi chốt em váy 9.000 mấy chị ơi. Cái váy này 9.000 giùm em á, mấy chị coi tem mát hàng Quảng Châu giùm em nè mấy chị. Ó mà 9.000. Size 14-16kg vừa mấy chị nha. Đây cái váy 9.000, comment là váy 9k giùm em ha. 9k. À chốt váy 9k là em váy 9k giùm em nha mấy chị yêu ơi, váy 9k giùm em luôn. Rồi bộ này size 19-20kg vừa luôn. Size 19-20kg vừa giùm em nha. Rồi chốt em mã này mã dây mấy chị, váy 9 cây cho chị Phạm Thảo ok. Váy 9 cây chị Phạm Thảo ok chị Phạm Thảo. Rồi bộ này size 19-20kg vừa luôn. Chốt em dây 39.000 nha mấy chị ơi. 19-20kg vừa nha. Chốt em dây 39.000. À chốt dây lên dây giùm em luôn, cả cái quần ngố mấy chị. Dây 39 giùm em ha. Đây bộ dây như vậy nè, 39.000 tự nhiên một chốt thì lên cho em dây 39 ha. Size 19-20kg vừa nha, 39.000. Rồi ai chốt dây lên dây đi mấy chị ơi. Rồi cổng này. Rồi size 21-22kg vừa. Chốt em tím đi mấy chị ơi, 49.000 tím. 21-22kg vừa nha. Ai chốt tím lên tím giùm em mấy chị yêu ơi. Tím. Ai chốt tím lên tím giùm em ha. Nguyễn Kim Thu bán 9k em hết rồi. Nguyễn Kim Thu chọn qua màu khác giùm em ha mấy chị ha. Chọn màu khác giùm em nha. Rồi xa 21, ủa bán 9k như còn thì phải. Bán 9k như còn. Ơ còn nha, vậy là chị Nguyễn Thị Thu còn á nha chị. Em còn ok ok chị có nha. Chị Nguyễn Thị Thu có bán 9k ha. Ủa sao nó bị đứt rồi anh. Rồi cái anh biết sao nó bị đứt gì hết rồi. Rồi anh. Rồi chốt tím lên tím giùm em nha mấy tình yêu ơi. Tím nha, size 21-22-23kg vừa. Ai chốt tím lên tím giùm em, bộ đồ size đại luôn mấy chị, ngoài sao in luôn cho em. Rồi 49.000. Ai chốt tím lên tím giùm em ha mấy tình yêu ha. Tím em bán 69.000 nha mấy chị, xem cũng 49.000. Vậy hả? Ai chốt tím lên tím giùm em nha mấy tình yêu ơi. Tím gì? Váy 9k, váy 9k cho chị Nguyễn Thị Nguyễn Kim Thu nè, ok nè. Okay. Rồi chốt cho em mã này nha mấy tình yêu ơi. Mã này dạo sau này 19-20kg không mấy chị. 18-20kg vừa luôn. Chốt em mã này mã số 8 luôn. Mã số 8 giùm em nha. Size 18-20kg vừa. Ai chốt mã 8 lên mã 8 giùm em nha. 39.000 mấy chị ơi. Mã 8 39.000 giùm em ha. Tình yêu rồi chốt mã 8 lên mã 8 giùm em luôn. Mã 8 nha mấy chị nha. Rồi đắt đỏ này size này 9-10kg vừa. Chốt em đỏ 29.000. Size 9-10kg vừa mấy chị nha. Chốt em là đỏ giùm em ha. Đắt đỏ giùm em nha đây. Size 9-10kg vừa nha. Của bé trai giùm em ha. Rồi 29.000 luôn. Ai chốt đỏ lên đỏ giùm em 29. Đi vô ngủ với cho nội. Cũng có câu hoài. Đỏ 29 giùm em. Tự nhiên rồi lấy đỏ chốt đỏ lên đỏ giùm em. Mấy tình yêu ơi đỏ 29. Rồi bộ này nữa. Rồi bộ này 8kg vừa. Chốt em vàng 19.000. 8kg vừa nha. Chốt em vàng luôn nha mấy chị nha. Vàng giùm em thôi, trai gái mặc được vàng 19.000 luôn đây nè mấy chị. Điều nào chốt vàng thì lên vàng giùm em thôi. Một bộ gì có 19.000 thật sự luôn. Em không tin được luôn á mấy chị. Ai chốt mã nào lên mã đó giùm em thôi. Em xe hoài mã đầu like thôi mấy chị. Lên vàng giùm em thôi mấy tình yêu hoa. Vàng giùm em nha. Ai chốt vàng lên vàng. Vàng giùm em 19.000 nha, số 8. Số 8 cho chị Nguyễn Thanh Thúy ok chị 39.000. Ok chị số 8. Rồi mấy tình yêu ơi, mình chia sẻ like giúp em săn hàng nha mấy chị nha, để săn hàng giúp em ha. Đây. Rồi em lấy cái mẫu này luôn. Bộ pyjama này cho em chắc nè mấy chị, nhìn cái chất lụa của nó nè mấy chị thấy xịn sò chưa?
Size này 15-16kg vừa cho em nha đây. 15-16kg vừa chất lụa nè mấy chị, lụa satin y chang cái bộ đồ người lớn mình mặc lắm mấy chị, những cái chất của nó nè. Rồi chốt em pyjama giùm em nha, pyjama 45.000 đó mấy chị ơi. Ai chốt pyjama lên pyjama nha, size 15-16kg vừa tiểu đầu chốt thì lên giùm em pyjama 45. Mấy chị nhìn cái chất lụa của nó là đúng xịn sò luôn, y chang bộ lụa satin mà người lớn mặc luôn, mà tay dài quần dài mấy chị nha, cái túi đây là. Rồi, hình con gấu màu hồng đó mấy chị, cưng lắm. Hả? Ai chốt thì lên giùm em pyjama nha mấy tình yêu ơi. Pyjama giùm em nha, 45.000 luôn. Còn gì em xem cái đó. Rồi. Mấy này sai nhí nè. Bộ bèo này size là 15, 16, 14, 15kg vừa cho em nha mấy chị nha. 14-15kg vừa, ai chốt mã lá lên lá giùm em 39.000 bộ bèo kèm cái quần ngố luôn mấy chị. Size 14-15kg vừa nha, ai chốt lên giùm em mã này mã bèo giùm em ha. Bèo nè mấy chị ơi, 39.000 luôn, bộ đồ kèm cái quần ngố luôn 39.000. Tiểu nào chốt bèo mình lên bèo giùm em ha, bèo 39.000, bèo 39.000 giùm em mấy chị ơi. Cưng lắm mấy chị, em nói thật luôn á, bèo. Bèo giùm em 39.000 nha mấy tình yêu ơi, bèo 39.000 ha. Rồi đầu la em lên mã này cho mấy chị nha. Mấy chị con có bị len không, mấy chị xem có nó bị đứng mà. Chia sẻ like lên lại giùm em nha, rồi em chia con mã này cho mấy chị nha. Rồi ai chốt bèo lên bèo giùm em mấy chị ơi. Bèo lên bèo giùm em hả mấy chị, chấm mình tương tác lên giúp em nha mấy chị nha. Hôm nay nó cái wifi nó bị ấy quá mấy chị ơi, hôm nay mạng nó yếu quá mấy chị. Rồi đầu la em lên cho mấy chị mã này. Đâu rồi? Đây nè mấy chị, em mới up hình luôn mấy chị ha, em mới up hình nha đây nè. Cưng ơi nói thật luôn, em có size từ 8 đến 35kg vừa nha mấy chị nha. Chốt cho em nhí 39.000, đại 49.000 được không mấy chị? Nên mấy chị mua hàng rẻ mấy chị mà chia sẻ like giúp em nha mấy chị nha. Ố chia sẻ like giùm em nha mấy chị, không thấy logo của mấy chị chia sẻ luôn á. Mấy chị ơi chia sẻ like lên lại giúp em nha mấy chị yêu ơi. Chia sẻ like lên lại giùm em nha mấy chị yêu ơi. Rồi mẫu này em chia ân cho mấy tình yêu mình luôn ha. Rồi chốt cho em mã này mã hồng em mấy chị ơi, hồng. Hồng giùm em nha mấy tình yêu ơi, nghỉ có một ngày thôi mấy chị mà tương tác nó bị chậm mấy chị ơi. Rồi ai chốt hồng lên hồng giùm em kèm số ký nha mấy chị nha, hồng. Em có size từ 8kg thôi mấy chị ha, đến 35kg vừa giùm em nha. Tiểu đồ chốt hồng mình lên hồng giùm em ha, đây nè mấy chị. Em nói thật luôn, đúng xịn sò luôn. Chị nào mà có bạn hay có gì táp vô mua giùm em, nói thật luôn, đúng cưng. Riêng cái mẫu này em nói thật luôn, không mua lập tiết với mấy chị. Em không dám nhận đặt trong inbox luôn mấy chị, có nghĩa là hàng nè. Kiểu như là em thấy nó quá rẻ, em bán thật sự quá rẻ. Không biết người ta kẹo quảng cáo, ta bán nhiêu ta bán mấy chị nha. Đây nha, em bán cho mấy chị 39-49 được mấy chị. Cưng hơn bộ đồ ngố vậy mà nhí 39 đại 49.000 giùm em ha. Chốt hồng kèm số ký giùm em nha mấy tình yêu ơi, đây hồng. Ai chốt hồng kèm số ký giùm em nha. Em có size từ 8 đến 35kg vừa, nhí 39 đại 49 nha. Ai chốt thì lên em hồng kèm số ký nha mấy tình yêu ơi. Đây. Hồng kèm số ký giùm em nha, nhí giùm em là 39 nha mấy chị nha, đại là 49 giùm em ha. Tiểu nào chốt thì lên giùm em nha mấy tình yêu ơi. Nhí 39 đại 49 giùm em luôn. Hồng kèm số ký nha. Size 8 đến 35kg vừa, ai chốt hồng lên hồng giùm em ha, hồng luôn. Doraemon này em còn size 30, 35, 38, 26, 28. Size 26, 28, 21, 22, 23. Rồi ai chốt Doraemon giùm em nha. Mon em còn size đến 20kg nữa mấy chị ơi, từ 8 đến 20kg vừa nó. Rồi ai chốt Mon lên giùm em Mon nha mấy chị, đây nè. Dí 49 đại 59 giùm em luôn. Ai chốt Mon với tình yêu mình lên Mon giùm em kèm số ký thôi mấy chị ha. Mon kèm số ký giùm em luôn. Hồng 16kg cho chị. Hồng 16kg cho chị Liên Nabi nha chị. Ok chị 39 nha, em mới thật luôn. Mấy chị mua thử một bộ mấy chị, em mới thật luôn á. Nó xịn sò lắm luôn, thay vì mình mua
mấy chị lấy tiền mấy chị mua được có hai bộ mấy chị, nhưng mà mấy chị mua bên em mấy chị mua được 3-6 bộ luôn, tiền của hai bộ đó mấy chị mua được 6 bộ bên em luôn. Rồi hồng 16 kg chị Navi ok chị 39.000 ha. Rồi ai chốt hồng mới lên hồng giùm em nha mấy chị yêu ơi, hồng kèm số ký giùm em nha, hồng ai chốt hồng lên hồng. Rồi con mon này em sale cho mấy chị luôn nhí 49 đại 59 hàng vải 3D giùm em nha mấy chị nha, hàng thun lạnh giùm em nha, hàng này hàng thun lạnh. Ai chốt mon lên mon, em còn size từ 8 kg cho mấy chị nha. Em còn size từ 8 kg hơn đến 38 kg vừa giùm em nha, ngoài sau nè mấy chị. Ai chốt mấy tình yêu mình lên mon kèm số ký giùm em hàng 3D mấy chị, vải đẹp lắm luôn, cái phông quần mấy chị nhìn nè. Xịn sò nha. Rồi ai chốt thì lên mon kèm số ký giùm em ngoài sau nè mấy chị. Mon kèm số ký giùm em ha. Em có size từ 8 đến 38 kg vừa, nhí 49 đại 59 giùm em nha mấy chị nha. Nhí 49 đại 59 giùm em luôn đây nè. Tiêu đầu chốt thì lên mon kèm số ký giùm em. Nhí 49 đại 59 giùm em nha mấy chị nha. 49 59. Ai chốt mon lên mon giùm em ha mấy chị ha. Mon lên mon giùm em kèm số ký nha mấy tình yêu ơi. Size tá em có size từ 8 kg nha mấy chị nha, đến 38 kg vừa nha. Ai chốt thì lên giùm em luôn. Ủa mà. Rồi bộ tím này. Bộ tím này em còn size 8 kg. Em còn size 8 đến 10, em còn size 8 đến 10. Ờ size 3233, 3233, size 3334. 3435 với lại size 15 16. Rồi ai chốt tím lên tím giùm em nè mấy chị. Tím hàng 3D nha, hình con mèo giùm em luôn đây. Hàng vải 3D giùm em, nó mát lắm mấy chị, nó thở luôn đây nè. Để lên đùi thấy nó lạnh liền mấy chị, nó mát mặt nha, không mặc gì. Ai chốt tím thì tình yêu mình lên tím giùm em kèm số ký nha, tím luôn. Đây. Tím kèm số ký giùm em ha. Em có size là size từ 8 đến 10, 15, 16. Ờ 14, 15, 16 với lại size 32 đến 30 đến 35 kg vừa nha mấy chị nha. Nhí 59 đại 69 giùm em luôn. Ai chốt tím lên tím giùm em cái quần này mấy chị. Điều nào chốt tím lên tím giùm em kèm số ký ha mấy chị ha. Nhí 59 đại 69 giùm em nha. Tím kèm số ký luôn mấy chị. Tím kèm số ký giùm em nha mấy chị nha. Em còn size 8 đến 10, 14 đến 16 lại size 30 đến 35 kg vừa. Nhí 59 đại 69 cái quần là cái quần ngố luôn mấy chị, in hai mặt nè. Hình con mèo mấy chị. Hello, Hello Kitty giùm em ha. Tiền đâu lấy thì chốt cho em nha mấy chị nha. Mèo kèm số ký ha. Nhí 59 đại 69 luôn. Có ai chưa chốt bộ hồng nè không mấy chị? Bộ hồng mới xinh mà, nó thật luôn á, hồng nha. Em còn size từ 8 đến 35 kg vừa, nhí 39 đại 49 nha. Chốt em mã này mã hồng nha mấy tình yêu ơi. Thật sự luôn á, em không nhận lại trong inbox luôn á mấy chị. Em chờ nhận trên like thôi mấy tình yêu ơi. Rồi chốt cho em mã này nha mấy chị nha đây. Em có size 8 đến 35 kg vừa, nhí em xem mấy chị luôn 39 đại 49 đây nè mấy chị. Bộ đồ chưa giờ có giá 39 49 mà kiểu này hết trơn á. Điều nào chốt thì lên em hồng kèm số ký giùm em ha, hồng kèm số ký. Size 8 đến 35 kg vừa. Nhí 39 đại 49 giùm em nha mấy chị yêu ơi. Nhí 39 đại 49 ha. Ai chốt thì lên giùm em hồng kèm số ký luôn. 39 49 nha mấy thợ luôn mấy chị, chốt đi mấy chị. Về một lô duy nhất thôi nha, tiền nào chốt thì lên giùm em ha. Hồng. Các chị ái lâm ok. Hồng 25 kg chị ái lâm ok chị nè, 49.000 nè. Hồng 25 kg ok chị. Hồng giùm em nhí 39 đại 49 nha mấy chị nhỏ. Giờ mấy chị mới vô, mấy chị ơi chia sẻ like lên giùm em nha mấy chị nha. Giờ hồng 17 với 15 kg ok chị Thu Huyền nha chị nha. Ok chị Thu Huyền, hồng 17 với 15 kg ok chị. Ờ 39 này 39 nghìn ha, cái 39. Rồi, hồng 17 với lại 10 15 ok chị Thu Huyền nha. Cảm ơn mấy chị nhiều nhiều. 15 nè, 17 nè.
Rồi, ai chốt hồng nó lên hồng lại giùm em mấy tình yêu ơi, chia sẻ like lên giùm em đi mấy chị. Ai chốt hồng mấy tình yêu mình lên hồng lại giùm em nha. Giờ em lượt mẫu dây em sell cho mấy tình yêu mình luôn này mấy chị, thiệt luôn á, đúng xinh luôn á. Hồng 24kg cho chị. Chị Kim Ngân ơi, hồng là ấy á chị. Hồng 24kg cho chị bộ ngốn nha chị nha. Hồng 24kg chị Vi Nguyễn, ok, cảm ơn chị Vi Nguyễn. Chị hồng, hồng là bộ ngốn chị nha. Đây nè chị, đem lên xem lại nha mấy tình yêu ơi. Đây em nó thật đẹp lắm luôn á, đây nè. Yêu đoạn chốt hồng mình lên hồng giùm em kèm số ký nha đây. Em còn xa từ 8 đến 35kg vừa nhí 39 đó chị nha. Em có hình mấy tụi em còn muốn xem hình cứ lên giùm em trên trang bay của em, mới hấp hình hồi nãy thôi. Ồ chưa thôi mấy chị đây. Nhí 39 đại 49 giùm em thôi mấy tụi yêu đây nè mấy chị coi nè. Rồi chia sẻ like giùm em đi mấy chị ơi, thương em chia sẻ like giùm em nha mấy tụi yêu. Ai chốt hồng mình lên hồng giùm em kèm số ký nha mấy chị nha. Hồng nhí 39 đại 49 giùm em ha. Ai chốt hồng thì lên hồng, em dở vào mẫu dây này cho mấy chị luôn hả. Đổ màu cho mấy chị luôn nè. Bộ dây này em sale cho mấy chị trên live hôm nay luôn mấy chị ơi đây. Nhí em sale mấy chị luôn 49 đại 59 vải 3 đơi giúp em, không phải cô tông nha mấy chị nha. 3 đơi giùm em đây nè mấy chị. Em coi sai cái đó. 8. Rồi em có size này từ 8 đến 35 kg vừa luôn. Thì đầu chốt thì lên giùm em mã này mã vàng nha mấy chị nha. Vàng giùm em, không gấu ơi mấy chị ơi, gấu đi. Đây. Có mấy chị em có dùng đơn nha, em có dùng đơn nha tình yêu ơi. Rồi đây. Hồng 17kg cho chị. Chị Tú Quyên ơi, hồng em hết 17kg không chị? Họ em còn 18kg được không chị? 18, 19kg á chị. Được thì báo em nha. Rồi em một. Mấy chị ơi, em nói thật luôn, hàng vải gì là em sẽ nói vải đó cho mấy chị nha. Em không có nói điều. Đây cái này là hàng 3D giúp em nha, hàng thun lạnh giùm em mấy chị hơi đây. Size 8 đến 35kg vừa chốt cho em luôn. Mã này em sale mấy chị luôn trên live 49, 59 được mấy chị. Này hồi nãy cái mẫu ngố là cô tông, còn hàng này là hàng 3D giúp em thôi, hàng thun lạnh tiêu nào chốt lên em gấu hoặc vàng cũng được nha. Ok chị, mấy chị mua em nói thật luôn á mấy chị, quá rẻ cái đó, em nói thật quá rẻ luôn á. Rồi ai chốt thì lên giùm em vàng hoặc là gấu kèm số ký cho em đó. Hoặc mấy chị chốt với mấy chị, mùa hè đến rồi. Mà mấy bộ này nè mấy chị, tại vì em không biết thời tiết chị, mấy chị ở chỗ đó có nóng không, nhưng mà ở chỗ em cực kỳ nóng mấy chị. Mấy bé mặc mấy bộ này là quá xinh luôn, em nói thật luôn đây. Rồi ai chốt với tình yêu mình lên gấu giùm em kèm số ký hoặc là vàng kèm số ký giùm em ha. Gấu vàng 27kg, gấu vàng. Hồng 14kg. Chị Kim Ngân ơi, hồng em hết 14kg rồi chị ơi. Hồng hết 14kg rồi, để em qua mẫu khác nha. Gấu vàng 12kg cho chị Mỹ Thấm Xô, ok chị yêu nha, 49.000. 12kg ok chị nha, chờ em tí chị ơi. Chị ok. 4959 nha, gấu vàng 14kg chị Kim Ngân ok chị. 49 nè. Gấu vàng 14kg cho chị Kim Ngân ok chị. Gấu vàng 27kg. Hồng hồng còn size đến 11kg rồi chị. Gấu vàng 27kg chị Ái Lâm ok chị, 59.000 ok chị yêu nha, 27kg. Đâu rồi, 27kg. Rồi ai chốt gấu vàng, nó gấu vàng bộ này đẹp lắm mấy chị, đếm đâu màu nó chạy xinh. Rồi ai chốt lên gấu vàng kèm số kiếm, cái bộ này đẹp lắm mấy chị, màu vàng cũng xinh đó. Em thấy là màu hồng rồi, giờ em qua màu vàng cho mấy tình yêu mình á.
Rồi ai chốt gấu vàng nên gấu vàng giùm em kèm số ký nha mấy tình yêu ơi. Có một mình em á, chị thông cảm giúp em thôi. Có một mình em mà. Em sẽ đi kiếm cái size á. Chờ em tí nha mấy chị nha. Rồi ai chốt gấu vàng nên gấu vàng nữa giùm em ha mấy tình yêu hoa. Ai chốt gấu vàng nên gấu vàng nữa giùm em luôn. Rồi ai chốt thì lên giùm em gấu vàng kèm số ký giùm em nha. Để qua màu khác cho mấy tình yêu ơi, qua màu khác cho đây nè. Rồi ai chưa chốt gấu vàng lên gấu vàng giùm em kèm số ký nè. Em còn size từ 8 đến 30 ký vừa thôi mấy chị, 8 đến 32 ký vừa thôi, form nó nhỏ mấy chị ơi. Rồi ai chốt gấu vàng lên gấu vàng giùm em thôi mấy chị ha, đây. Cưng lắm luôn, cái quần mấy chị nhìn nó bèo nè mấy chị, mà vải thun lạnh nha, không phải cô tông nha, cái mẫu ngố là cô tông, còn hàng này hàng thun lạnh cho em nha mấy tình yêu ơi đây. Đó cưng em nói thật luôn á, tiêu nào chốt gấu lên gấu kèm số ký nhí 49 đại 59. Em không biết mấy chị mua ở đâu được giá này, em nói thật luôn, không biết người ta bán quảng cáo hay là người ta làm gì đó, người ta chạy quảng cáo gì đó kệ người ta, mấy chị ơi em bán giá rẻ nha, nhưng mà em nhờ mấy chị thương thôi, mấy chị ủng hộ giúp em ha. Rồi ai chốt gấu vàng lên gấu vàng nha. Vàng vàng 18 ký chị Thiên Bình ok. Có mấy chị ơi có nha, vàng 18 ký chị Thiên Bình ok chị nha. 49.000. 18 ký chị Thiên Bình. Rồi ai chốt vàng nó lên vàng giùm em ha tình yêu ha, vàng kèm số ký giùm em nha. Vàng 18 ký chị Thiên Bình ok. Rồi gấu vàng giùm em nhí 49 đại 59 nha, đợi một màu khác đó mấy chị. Ai chưa chốt con mon này thì mấy chị lên mon giùm em nè, đây nè. Em lên cái váy luôn rồi, chờ em tiếp lên một cái váy luôn. Rồi mã mon giùm em còn size 8 đến 38 ký vừa nè mấy chị. Nhí em sale luôn 49 đại 59. Cái mặt cái vải này y chang cái vải bộ dây mấy chị lấy hồi nãy luôn á. Ai chốt mon với tình yêu mình lên mon, cái này có tay em vẫn bán giá bình thường với mấy tình yêu mình luôn ha. Đây em nói thật luôn ở đây nè mấy chị, đây là đằng sau nha mấy chị nha, đây là đằng trước giúp em thôi. Cái phơm quần của nó mấy chị nhìn nè, may như kiểu hot girl luôn á, ở không có cái nào mà không dễ thương á mấy chị. Tình yêu nào chốt lên mon kèm số ký giùm em nha mấy chị nha. Nhí 49 đại 59 giùm em nha mấy chị nha, đây cưng không lên giùm em nha. 49 59 giùm em đó mấy chị ơi, mon kèm số ký ha. Xét vùng lên em đang về mấy tình yêu ơi, xét vùng lên em đang về nha, đợi em nha mấy chị. Chắc khoảng mốt lại vùng lên em về mấy chị ơi. Vùng lên em về em có cô tông và ba đơ luôn, mà ba đơ em có xe đại không có xe nhí. Rồi ai chốt mon mấy tình yêu mình lên mon kèm số ký em in hai mặt luôn mấy chị, mà nhí 49 đại 59 giùm em nha. Ai chốt thì lên giùm em luôn mon. Mon giùm em nha mấy chị ơi. Cái xe ốc lên em chưa về mấy chị ơi, xe ốc lên em chưa về nha mấy chị nha. Ai cũng hỏi em xe ốc lên em lên lại nhá. Rồi hồng nè mấy chị, hồng ai chưa chốt hồng lên hồng nha, đây hồng nè. Hồng em còn size này là 8 đến 11 ký vừa. 8 đến 11 ký vừa giùm em thôi đây. Ai chốt thì lên giùm em nha mấy tình yêu ơi, hồng em còn size 8 đến 11 ký nha. Với lại size 21 đến 35 ký vừa. Nhí 39 đại 49 ngàn, rồi qua cái xếp váy cho mấy chị, lỡ qua cái váy cho mấy chị. Rồi em qua tới màu đỏ nha mấy tình yêu ơi, em qua tới màu đỏ nha, cái váy màu đỏ giúp em ha, đây mấy chị. Váy tay bồng ha, rồi hôm nay em xem cho mình like cho mấy chị luôn. Em có size đến 35 kg vừa nha, đây mấy chị. Size đến 35 kg vừa giùm em nha, em sale mấy tình yêu. Sao bạn trùm lắm nha trời. Đây nè mấy chị, nhí giùm em nha, nhí giùm em là 59 đại 69 giùm em ha. Đây tiêu nào chốt lên em, màu này màu đỏ cưng ghê á mấy chị, cái họa tiết của nó nè mấy chị, nó phối màu trắng phối tay màu màu đỏ giúp em ha. Đây in hai mặt luôn. Rồi chốt cho em mấy chị yêu, mình chốt mã này, mã đỏ giùm em kèm số ký nhí 59 đại 69 size đến 35 ký vừa nha. Ok chị Lan Lê nha, chị Nguyễn Hoa em gửi đơn cho chị rồi á, chị Nguyễn Hoa ơi. Ok chị Tú Quyên nha,
em gửi chuyện với Hoa rồi, đơn này dồn chứ đơn ngày mai giúp em thôi mấy chị ha. Em gửi rồi nha. Rồi ai chốt thì lên giùm em mấy chị ơi, ai chốt thì lên giùm em đỏ kèm số ký nha mấy chị nha. Nhí 59 đại 69 mấy chị coi cái đầm tay bồng của nó là bên trong nè mấy chị. Cái tay mặt lên nó bồng lắm mấy chị, đem em cầm cho mấy chị xem nè, cưng ghê không. Điều đầu chốt thì lên giùm em đỏ kèm số ký in hai mặt cho mình luôn nha mấy chị nha. Vải 3D giùm em thôi, mặt nó mát lắm mấy chị, em cho mấy chị giặt mấy giặt luôn á. Giặt mấy giặt mấy chị giặt 80 lần nó cũng hư hao hết trơn. Ai chốt em đỏ kèm số ký nha mấy chị nha, đỏ kèm số ký giùm em nha mấy tình yêu ơi. Đỏ 17kg chị Thu Huyền, ok chị yêu nha. Đỏ 59.000 giùm em ha. Rồi ai chốt đỏ lên đỏ giùm em nha mấy chị nha. Đỏ đỏ kèm số ký giùm em thôi, tiện nào chưa có thì lên giùm em đỏ kèm số ký nha mấy chị nha. Nhí giùm em là đỏ là 23 với lại bé 14kg, 14 lẹ 23kg, ok chị Nguyễn Thanh nha. Đỏ đỏ cái là 59 nè, một cái là 69, nhí 59 đại 69 giùm em hả mấy tình yêu ha. Đỏ một cái là 14kg nè, 14kg nè, 14kg nè, là một cái 23kg, ok chị yêu nha. Mấy chị đọc số ký là ok, mấy chị bé nào mà có bụng á. Ok chị. Rồi ai chốt đỏ lên đỏ giùm em nha. Rồi vào cái set váy mấy chị ơi, mấy gặp cái set váy nha mấy tình yêu ơi. Không em chi ân mấy chị thiệt màu nữa. Nãy giờ chị nào chưa coi ơi, chị kêu nãy bảo hồng quên. Đây cái bộ hồng này mấy chị, ai chưa chốt thì chốt hồng giùm em thôi, hai hồng nè. Nhí 39 đại 49 hồi nãy tình yêu đọc kim lên hồng lại không thấy comment vậy mới nhớ lại nè. Rồi hồng em còn size 8 đến 11 kg nha mấy chị nha. Đây cái quần này mấy chị. Cưng ha, hồng giùm em nha, nhí 39 đại 49 thôi mấy chị ha. Em lời đúng 2.000 một bộ, em chỉ bán trên like thôi mấy chị ơi. Nên chị yêu nào mua thì mình chia sẻ like giùm em thôi, thương em giùm nha mấy chị nha. Đây ai chốt hồng với tình yêu mình lên hồng giùm em nè. Hồng em còn size 8 đến 11 mấy chị nha, với lại size từ 20 size từ 20 21 nha mấy chị nha, đến 35kg vừa, nhí 39 đại 49 thôi đó. Rồi tình yêu nào chốt thì mình lên giùm em ha. Chị rút xin được hồng, hồng con chị được mà, hồng con chị ơi 15kg đúng không, mà em hết size 15kg rồi chị ơi, em hết size 15kg rồi chị. Được nha, có size là bạn được hết đó mấy chị ơi. Ai chốt thì lên giùm em, không có size là mình mặc được hết đó mấy chị ơi. Rồi em qua cho mấy chị cái set chân váy này luôn mấy chị yêu ơi. Cái set chân váy này em có size 8 đến 35kg vừa. Nhí em sell trên like cho mấy chị luôn là 55 đại 65 độ mấy chị. Vải cô tông 4 chiều em hàng đẹp nha mấy tình yêu ơi. Dạ ok 35kg 49 nè. À ok 35kg chị Ly Lê. Hồng 28kg chị Kim Dung nè. Ok nè, hồng 28kg nè. Hồng 28kg 49.000. Chị Kim Dung gì đấy, size số mấy chị Kim Dung ơi? 35kg chị Ly Lê, ok chị yêu nè, 49.000 nè. Chị ơi, chị Kim Nhung chị lấy số mấy, chị Kim Nhung ơi số mười mấy nhớ báo em đi chị ơi, em lấy theo ý của chị. Rồi ai chốt thì lên giùm em nha mấy tình yêu ơi. Ơi trời ơi, cái rồi em lên 2 giây nữa cho mấy tình yêu mình thôi. Rồi em lên vài màu, tí nữa up hình 2 giây nha mấy chị nha, tí nữa mới up hình 2 giây. Tiểu nào mà mình không mua trên like kịp, giống như em không lên hết mẫu á, mấy chị không coi like được, mấy chị cứ gửi hình qua giúp em thôi, kèm số ký cho mấy chị nha. Em lên màu này, em lên 2 giây cho mấy chị cho đây. Em có size 8 đến 35 một ký vừa nha. Cái set váy này cho em nè mấy chị, em lên thay đổi màu thôi mấy chị ha. Nãy giờ em lên màu hồng có, màu vàng có, màu đỏ có, bây giờ em tới màu xanh lá giùm em thôi. Em nói thật luôn nè, mấy màu này lạ đó mấy chị. Đây cái quần bên trong giùm em là vải thun lạnh luôn nha mấy chị nha, hàng thun lạnh y chang cái bộ đồ hồi nãy mấy chị em lên, bộ dây cho mấy chị ở đây. Rồi chốt cho em mã này mã lá kèm số ký mấy chị ơi, size 8kg đến 35kg vừa, nhí em sell 55 đại 65 mấy chị. Có cái váy cô tông như vậy nè mấy chị, có cái quần bên trong luôn mấy chị ơi, mà nhiêu hay vậy mấy chị, một cái quần chip bên em hết nhiêu 20.000 mấy chị. Còn này quy luật xét cho mấy chị tình yêu mình luôn mà có 55 65 không, lá kèm số ký giùm em ha. Mười một hả chị Kim Dung, không lấy 12 hả, lấy chị 12 đi chị Kim Dung, lấy 12 đi chị, lấy 12 đi chị ha, cái này form nhỏ lấy 12 đi chị. Rồi chốt thì lên giùm em nha, là
Dạ em xem là bộ hồng ok chị Thanh Thảo nha. Ok em cho lá 15kg ok chị Trúc Sinh nè, ok nè, 55.000. Hồng từ từ, hồng em gần hết size rồi nha mấy tình yêu ơi, hồng em gần hết size rồi nha. Hồng kèm số ký giùm em nha mấy chị yêu ơi. Hồng, hồng, ai chốt hồng mấy tình yêu mình lên hồng giùm em ha. Hồng lộn lá, lá mấy tình yêu. Dễ 2 giờ đến 11. Dạ 11 ok chị Kim Dung nha, ok chị 11. Ủa không yêu chị Kim Dung đâu. Ok ok chị yêu nha, 11. Em phải hỏi ý kiến trước không thì mấy chị biết mà. Mấy chị biết mà sai nào mấy chị cứ lấy sai đó cho em nha mấy tình yêu ơi. Chắc cho 11 còn không ta. Từ từ cho em tím coi 11 còn không nha. Chết cha, hồng em hết 11 rồi chị, hồng em còn 12, 13. Hồng còn 12, 13 nha. Chị Kim Dung mới hồng hết 11 rồi chị còn 12, 13. Rồi chốt tới lá nè mấy chị, mấy lá nè mấy chị ở tới lá nè, ai lá đâu lá lá. Rồi lá 15kg chút xinh rồi. Lá 24 của chị Vy Nguyễn ok chị yêu nha. 65.000, 24kg chị Vy Nguyễn ok chị yêu Vy Nguyễn. Lá 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 24kg cho chị Vy Nguyễn ok chị yêu. Lá 24. Rồi ai chốt lá thì lên lá lại giùm em nha. Lá lá 24. Nhí 55 đã 65 giùm em thôi tình yêu hoa, để em lên lên lại mẫu cho mấy chị xem, cho mấy chị có một mình em khoan chị em tí mấy chị yêu ơi. Lá 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 27kg chị Ái Lâm ok chị yêu. 65.000 ok 27kg chị 27kg cho chị cho chị Ái Lâm ok chị yêu có đơn. Rồi lá nha mấy chị nha, ai chốt lá lên lá. Rồi ai chốt lá lên lá, bấy hồng là sao nhiêu ha, từ từ bấy hồng. Bấy hồng, bấy hồng. Bấy hồng nào, trời ơi, bấy hồng nào nha, bấy hồng ren hay sao chị, phải hồng ren nè hả. Rồi ai chốt lá lên lá giùm em nha, lên lá kèm số ký giùm em nè. Em còn xe 8 đến 33kg vừa thôi nha, 32kg vừa thôi. Ai chốt lá, lá nhí 55, đại 65, xét vé có hồn bên trong mấy chị ơi đây. Rồi ai chốt thì lên giùm em nha, còn nha, em còn màu nè mấy tình yêu ơi, chờ em tí. Rồi ai chốt lá lên lá để em lên một màu nữa, giờ em lên cái bộ dây nữa cho mấy tình yêu mình, cho ai chốt thì lên giùm em ha. Đây lá kèm số ký giùm em nha. Rồi bộ này em còn chị ta, bộ này em hết rồi. Rồi ai chốt lá lên lá nha mấy chị nha, kèm số ký nha. Hồng ren à, hồng ren giùm em ha, hồng ren này chị, hồng ren 59.000 giùm em nha chị nha. Đây mà em còn size đến 14kg á, em còn size 14kg thôi à. Có lấy thì báo em nha, em còn size đến 14kg thôi chị. Em còn size đến 14kg thôi, em sợ không vừa con chị 15kg. 59.000 cái váy đen nó đẹp lắm luôn á. Vé tiếp đi. Ok mấy chị nha, ok em lên vé tiếp thôi. Giống vậy luôn ha mấy chị. Mấy chị muốn lên váy hàng 3D giống vậy luôn ha. Rồi em lên cho mấy tình yêu mình cho. Rồi cái váy này em lên lại chút với mấy chị ơi. Hồi nãy ai chưa chốt luôn mấy chị đây. Rồi cái váy này em còn nè mấy chị ơi, ai chốt thì lên nha, nhí 59 đại 69 cái váy này luôn. Đây. Size đến 35kg vừa giùm em nha, ai chốt đỏ mấy tình yêu mình lên đỏ váy tay vòng giúp em, có nhí đại luôn. Ai có hai bé thì mặc cặp giùm em, hai chị em luôn, cưng ghê luôn mấy chị đây nè. Bạn có bạn thân á, đi chơi chung mình rủ hai bé mặc chung cho em luôn, cưng lắm nha đây nè mấy chị. Dễ thương ghê lắm luôn á, màu đỏ giúp em nha, nhí là 59 đại 69 giùm em cái váy tay vòng mấy chị. Ừ em mới hỏi luôn vải 3D mấy chị ơi. Rồi em qua một màu khác nha tình yêu, nào hồi nãy hỏi em cái màu kia màu hồng hả, màu hồng. Đây màu hồng nè mấy chị, hồng em vô lại lần nữa qua màu khác. Đây hồng nè, tụi nó chốt thì lên hồng giùm em nha. Hồng em còn size đến 33kg vừa thôi nha mấy chị nha, hồng em còn size đến 33kg vừa thôi. Còn size nhí em còn size 8 đến 11kg vừa, tụi nó chốt thì lên giùm em ha mấy tình yêu ha. Đây hồng hồng giùm em, dạo qua màu khác mấy chị ơi, qua mẫu dây nữa chứ. Có lần like là phải như vậy nè mấy chị. Rồi ok chị Phan Thị Trúc Sinh ok 74kg. Ok chị váy rang ha, ok chị nha. Rồi số 12 ha, đây số 12. Đây số 12 nè chị. Số 12 nè chị, form nhỏ được á, đây nè, số 12 nè.
Chị không lấy gì tí cũng có khách dặn á. Tại có chị kia dặn em số 12 với lại số 9 rồi. Em để 3 cặp lận đó mấy chị ơi, em chưa có bỏ ra nữa. Rồi số 12 đưa chị xem á chị. Rồi qua mẫu nó mấy tình yêu ơi. Qua mẫu nó bộ dây giùm em ha. Ai chốt dây lên dây nè. Nếu ai chưa có dây nè em lên màu xanh nè mấy chị. Em nói thật em lên mấy màu hot hot cho mấy chị không thiệt luôn á. Em lên màu đẹp đẹp cho mấy chị không luôn á. Hay giờ luôn á. Em không có lấy màu ấy đâu mấy chị ở đây. Giờ ai chốt mã này lên cho em là mã này mã ừ cưng á mấy chị, con gấu berry luôn. Ai lên thì comment em mã này mã dây đi mấy chị, khỏi nhầm lẫn nha. Đây dây giùm em nè, size 8 đến 35kg vừa giùm em nha. Đây cưng ghê luôn á mấy chị, ho xịn lắm luôn. Nhí 49 đại 59 vải 3 đây cho em nha. Tiểu nào chốt dây mà lên dây giùm em cưng á mấy chị. Con gấu berry nè, ừ xinh lắm luôn á mấy chị. Em nói thật luôn, em không có dắt móc lên thôi, cho em mà dắt móc lên là cưng lắm luôn nha mấy tình yêu nha. Tại chỗ em lại chỉ có nhiêu đây thôi mấy chị, chứ em mà rộng ra nữa thôi là em sẽ keo đủ mẫu mấy chị nhìn luôn, thật sự luôn á. Nên em sẽ up hình thường xuyên mấy tình yêu hoa. Tình yêu nào mà chốt trên like không được á thì mình xem giúp em ha, mình xem giúp em á là mình muốn chốt thêm cái gì đó trên trang bay thì mình gửi hình mới giúp em kèm số ký nha. Đây ai chốt mã dây răng dây cả con gấu berry này đẹp á mấy chị, không chốt là hối tiếc nha mấy chị nha. Em nói thật luôn, nhí 49 đại 59 và vải 3 đôi luôn mấy chị, không có đâu bán giá này hết trơn. Ngoài sao là phối nè mấy chị, có cái ngoài sao phải phối màu cho mấy chị thôi, kèn màu trắng vô về nè, chứ chắc nó là màu xanh nha mấy chị nha. Đây ơ ờ, em nói họ luôn cái quần bèo nè mấy chị, ở đâu bán giá này. Ai chốt dây lên dây kèm số ký giùm em nha, dây xanh dây 18kg chị Thiên Bình ok chị nha, 49.000. dây xanh 12kg chị Mỹ Thấm Xu ok chị yêu nha, 49.000. Rồi ai chốt thì lên dây giùm em kèm số ký với mấy họ luôn mấy chị ơi, không ai bán giá này đâu mấy chị ơi, cưng lắm luôn á. Ai chốt dây thì lên dây giùm em kèm số ký ha mấy chị yêu ha. Dây 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 giùm em kèm số ký nha mấy chị nha. Đây cái phơm này nó hơi nhỏ giùm em ha, cái phơm này nó hơi nhỏ nên chị Thiên Bình em sẽ lấy qua số 8 cho chị Thiên Bình ha. Phơm này nó hơi nhỏ, dây dây ai chốt dây lên dây giùm em nha mấy tình yêu ơi. Dây kèm số ký nha, size 8 đến 35kg vừa giùm em nha mấy chị nha. Dây kèm số ký giùm em nha mấy chị nha. Đây nhí là 49 đại 59 giùm em ha. Ai chốt dây lên dây giùm em kèm số ký nha mấy chị nha. Đây nè, nhí 49 đại 59 luôn. Đợi mẫu khác nha, ai muốn chốt cái gì đó thì báo em nha, em lên cho mấy chị xem. Có mua lên, có muốn lên set váy nữa hay là tay ngắn quần dài hay là bộ ngốn gì thì báo em nha, để em lên nha mấy chị nha. Rồi dây kèm số ký luôn mấy chị ơi, nhí 49 đại 59 giùm em nha. Ai chốt dây lên dây. Váy body đó em còn size nhí chị Thu Huyền. Chị xem 35kg thử ha. Rồi ok chị Yến Như nha. Em xem lấy số to nhất cho chị xem. Cái gì em quên nói gì không mấy chị. Cái váy body có mắt kính còn nha chị nha. Đây có mắt kính còn nha, còn. Mà em còn size nhí là còn đến size 16kg á chị. Đây nè chị, đây 35kg nè chị. Trời em mặc cũng vừa luôn á chị. Em mặc cũng vừa luôn, em mặc là vừa luôn rồi. Mấy chị em mặc cái dây này vừa luôn á nha mấy tình yêu ơi. Đây em mặc cái dây này là vừa luôn rồi mấy chị. Đây trời ơi, hôm nay giờ em mặc bộ đồ này em like thiệt luôn á. Đây bộ dây 35kg này chị Yến Như đây nè chị, 35kg số 14 nè chị. Trời ơi em mặc cũng vừa luôn mấy tình yêu ơi. Rồi em qua mã nha, chị muốn lên gì đó thì báo em ha, muốn lên gì thì báo em. Rồi em lật mẫu ngốn nữa, lật mẫu ngốn nữa cho mấy chị nha. Đây dạ không chị Ma, chị Minh Huệ ơi, chị Minh Huệ em hết rồi chị. Cái lộn cái váy sau lưng mấy chị ơi, váy sau lưng không có size nhí thôi nha, không có size đại. Đây nè chị, cái váy mắt kiến ở đây nè, mắt kiến nè chị. Em có hai màu hồng đậm và hồng lợn thôi. Đây ai chốt thì lên em xem trên like hôm nay 59.000 nha mấy chị nha. Đây cái váy body rút vải đẹp lắm luôn mấy chị. Em có hai màu hồng đậm và hồng nhạt nha mấy chị nha, size đến 16kg vừa thôi. Ai chốt thì lên giúp em ha, size đến 16kg vừa. Rồi em qua mã nha mấy chị ơi, muốn lên thì báo em nha. Rồi em qua mã mấy chị. Ok chị Minh Mai Huệ nha. Rồi em qua cái mẫu nữa mấy chị ơi. Rồi qua đây màu mẫu nữa. Cái gì em lên thì em quên nữa mấy chị. Rồi đây
em màu vàng em lên rồi em nói lên rồi. Rồi chờ em tí xem, bấy 25kg chờ em tí mấy chị nha, bấy 25kg chờ em tí. Đây màu cam nè mấy chị, màu cam. Rồi em lên cho mấy chị màu cam nè mấy chị, ai chốt cam lên cam giùm em, size 8-35kg vừa giùm em mấy chị ơi. Đây nhí 39 đại 49 giùm em nha, đây sale luôn. Ở cái bộ xịn quá mấy chị ơi, đây 8-35kg vừa nhí 39 đại 49 luôn, ai chốt mình lên kem cam nè mấy chị ơi, cưng không? Cam giùm em nha, vải là cô tông giùm em nha mấy tình yêu ơi, ai chốt cam mình yêu lên cam giùm ha. Hồng nhạc 16kg ok, chị Phạm Thảo ok. Có chị Thu Huyền 17kg mà ok chị, 17 nói chung 17kg mà ốm ốm là ok. Chị yêu Hồng nhạc 16kg, chị Phạm Thảo ok 59 nè. Chị Phạm Thảo ơi nhớ nhắc em bỏ bộ đồ ngủ vô với chị yêu ơi. Cam 15kg, cam 27kg. Nhớ nhắc em nha chị ơi, nhớ nhắc em nha mấy chị ơi. Tại vì nhân viên nó làm đơn chứ phải em làm đơn mấy chị ơi. Nhiều khi em nói em tặng là nhân viên nó không có biết nha mấy chị, nhớ nhắc em nha. Em nợ mấy chị cái gì hả, thiếu cái gì mấy chị cứ nhắc giùm em, hả cộng lộn gì mấy chị cứ nhắc nha, đơn sao em trừ. Cam 15kg nè, ở lộn chưa, cam chị ý như chị em tí nha, cam 27kg cho chị Ái Lâm nè, ok từ từ 27kg chị Ái Lâm nè, ok chị yêu nè. Đó mấy chị chờ em tí nha, nhớ nhắc em mấy tình yêu ơi, em mà có cộng lộn hay sót gì mấy chị cứ báo giúp em thôi mấy chị ha. Không sao, nhân viên sẽ xử lý hết cho mấy chị nha. Nhưng nhắc em thì khi nhân viên nó không biết nó quên đó mấy chị. 27kg cho chị. 27kg cho chị Ái Lâm ok chị yêu nha. 49 nghe mới họ luôn mấy chị mua mấy chị ơi. Quá rẻ. Rồi, cho chị Ái Lâm nè. Rồi 15kg chị Trúc Sinh ok chị. Cam này là của bé gái nha chị nha. Cam này của bé gái giùm em ha. Cam như 15kg là 39.000. Rồi 39.000. 35kg ok ok tình yêu ơi, 15kg. Chán lắm mấy chị ơi. Mười lăm ký ok cho chị Trúc Sinh. 15kg này em hết số 5 rồi, lấy số 6 chị Trúc Sinh nha chị nha. Chị Trúc Sinh các em lấy số 6 chị nha, cam nó đẹp quá. Cam 15-17kg ok cho chị, cho chị Thu Huyền ok chị yêu nha. Trời ơi cam nó hết số, cam nó hết số 5 rồi. Em còn số 6 nha chị, mà phơm ok đấy, mấy chị cũng 39 ngày chị mua. Cái đây em nói họ mấy chị mua, mấy chị có 39 mua 9 ngàn rồi, bữa bé mặc rộng tí rồi bữa nó cũng mặc vừa, còn không thì em để lại chứ không sao ấy. Chị ơi Trúc Sinh có lấy thì báo em nha, tại đơn chị còn nên em dồn cho chị. Rồi cam nữa, ai chốt lên cam giùm em nha mấy chị nha. Cam này của bé, nếu mà của bé này mấy chị cái quần sọc này, rồi cái áo này, nếu mà bé cam hết mặt thì mặc cũng được nha mấy chị nha. Đó tiền mấy chị thôi, em thì em cũng biết nữa, tiền mấy chị nha. Nhưng mà cái này đâu là cam 25kg cho chị Huy Nguyễn ok chị yêu nha. 49.000 rồi em lên đầm tiếp nha mấy chị ơi, em lên sang kẻ nha mấy chị nha. Cam 25kg chị Huy Nguyễn ok chị yêu. Rồi ai chốt cam mới lên cam giùm em nha, ai muốn chốt thì chốt mấy chị ơi. Như này mấy chị, cam này ha, thiệt sự em nói thiệt luôn, có 39 49.000 nha mấy chị, không chốt thì sợ tí lắm luôn mấy chị ơi. Có bộ đồ vậy mà có 39 49.000 à. Em lời đúng 2.000 mấy tình yêu ơi. Ai bán nhiêu bán không biết mấy chị ơi. Em bán giá này cỡ nó mấy chị, nhớ chia sẻ like giùm em nha mấy chị nha. Chia sẻ like lên giùm em ha mấy tình yêu ha. Rồi em qua mẫu tiếp mấy chị. Rồi ok chị Trúc Sinh nha chị yêu nha. Rồi em qua mẫu tiếp mấy tình yêu ơi. Đây em nói em lớn gì em quên rồi mấy chị. Cái váy đỏ này xưa ai chốt rồi gì nữa ta. Cái gì đó. Em qua một khác, em qua cái váy tiếp ha mấy chị, muốn chốt váy nha. Rồi em qua mẫu tiếp nha mấy chị nha. Rồi đây cái váy nè mấy chị ơi, em có size 8-35kg mua tiếp luôn nha mấy chị nha. Đây để bác cái chốt thiếu đồ của em không ngờ.
Rồi ai chốt màu xanh dương lên, màu xanh dương giùm em thôi, dương giùm em mấy chị ơi. Size từ 14 kg giùm em nha. Ơi, không, size này từ 10 giờ 10 kg mấy chị ơi đây. Size này là từ 10 giờ 12, size này từ 12 kg mấy chị nha, size này từ 10 kg. Size này từ 10 kg giùm em đến 35 kg vừa dương giùm em nha, nhí 59 đã 69. Xanh 17 kg ok cho chị Thu Huyền. Ok chị, xanh 17 kg 59.000. Rồi ai chốt xanh lên xanh giùm em kèm số ký mấy tình yêu hoa, xanh kèm số ký giùm em nha, xanh. Xanh kèm số ký giùm em nhí 59 đại 69 thôi mấy chị ơi. Xanh 17 ký chị Thu Huyền. Ok chị yêu. 59 69 giùm em nha chị ơi. Rồi chốt xanh thì lên xanh giùm em nha mấy chị nha. Không ai bán giá này đâu mấy chị, đây nè. Cái váy tay bồng giúp em nha đây. Cưng lắm luôn á, ai tới gốc xanh lên xanh giùm em, mình mấy chị có cái màu nó phối nè. In hai mã cho mình luôn nha, nhí 59 đại 69 luôn tiện đầu chốt xanh thì lên xanh giùm em kèm số ký nha mấy chị yêu nha, xanh kèm số ký giùm em là có đơn nha mấy chị nha. Nhí giùm em là 59 nha mấy chị nha, đại là 69 giùm em ha. Nhí 59 đại 69, ai chốt xanh lên xanh kèm số ký mấy chị nha, 59 69 quá rẻ, hoặc cái đầm 3D này là quá rẻ. Không lấy đây điều đâu mấy chị, nhưng mà thật sự thấy nó rẻ. Đầm mới em chưa có về chị Trúc Sinh ơi. Trúc Sinh em xanh 25 kg. Chị Minh Họa cho em số điện thoại nha chị yêu ơi. Kèm số điện thoại giúp em nha. Phải chị khó không. Xanh 30 kg. Chị Hiếu Phan ok chị 69.000. Xanh kèm số ký giùm em nha chị nha. Xanh 25 kg. Chị Huy Nguyễn. Chị Như Trần ơi, cái đóng lê đó em chưa về, 2 ngày nữa em về nha mấy tình yêu ơi. Xanh 25 kg. Chị Huy Nguyễn ok chị. Rồi ai chốt xanh đó thì lên xanh giùm em ha mấy tình yêu ha, váy xanh giùm em nha. Ai chốt thì lên giùm em nha, váy kèm số ký giúp em nha mấy chị ơi. Xanh 25 kg chị Mai Minh Hoài ok chị yêu 65.000. Rồi ai chốt nữa lên xanh kèm số ký giùm em nha mấy chị ơi. Cái váy lê đó em chưa về nha mấy tình yêu, khoảng là mốt em về. Nếu mà cái ống lê là mốt em về vừa cô tông vừa 3D, em chốt hình 3D, cái cô tông em úp trước. Nhưng mà cái cô tông đó em sẽ xem cho mấy chị là 49-59 hay rẻ cho mấy chị, em nói học luôn á. Nên là em úp hình trước cho mấy chị xem vậy thôi, chứ em chưa có về đâu mấy chị ơi. Rồi ai chốt tại tấu thưởng nó chào hàng nghe, xem thấy em thấy cũng chung mà cũng về sẽ chi ơn mấy chị rẻ nên em bán em đăng buồn buồn đăng lên vậy. Rồi ai chốt xanh lên nữa xanh kèm số ký giùm em nha, nhí 59 đại 69 luôn. Rồi em ba cái set váy này giùm em nha mấy tình yêu qua đây nè. Size 8-35 kg vừa. Ai chốt cô gái lên cô gái nha, CG có mấy chị biết CG tắt giùm em nha, CG biết tắt cô gái nha mấy chị ơi. Rồi nhí giùm em là 55 đại 65, xét váy có quần bên trong luôn. Có chị Yến Như đầm xanh ơi, mua chị Yến Như chích cha. Chị Yến Như có đầm xanh có 35 kg chị đây nè. Cái gì á? Cái là chị cái gai xanh em cho chị xem lại, chạy mua chị Yến Như luôn đây nè chị. Chị Yến Như. Cái 35 kg cái dây xanh nè chị, đây cái form của nó này đây nè. Em mặc vừa luôn nha đây nè chị, cái 35 kg là em mặc vừa luôn nha đây nè. Đó mà chị nào hít mặt cặp với bé thì mua về mặc luôn cho em đây nè. Ai cỡ ốm như em là 45, 47, 50 kg gì đó bây giờ nè. Cái phơm nó giãn lắm mấy chị, em mới thật cái phơm nè mấy chị nhìn nè. Nó giãn kinh khủng luôn á. Rồi áo dây xanh nha chị nha, đây 35 kg nè chị. Đó, cưng ghê không. Em quên chứ giờ ai chốt thì lên nữa giùm em nha. Ai chốt gì nữa thì lên giùm em thôi. Rồi cái cô gái CG 15 kg chút xinh ok chị yêu. Từ từ nha mấy chị nha, chờ em tí nha, em kiểm tra sai. Chết cha. Chị chút xinh ơi, cái này em cũng còn số 6 luôn chị, nhưng mà phơm nhỏ nha, được. Nếu mà con chị ấy là được á. Em hết số 5 rồi, em còn số 6 thôi. Em hết số 5 rồi chị chút xinh nha, lấy số 6 thì báo em. CG 25 kg chị Viên Nguyễn ok chị yêu, 25 kg là 65.000. Ok chị chút xinh nha. 25 kg cho chị Vi Nguyễn. 25 kg chị Vi Nguyễn ok chị yêu nè. Trời ơi số 6 chị Trúc Sinh luôn. Ok cảm ơn chị Trúc Sinh nhiều nha chị nha. Rồi ok chị Trúc Sinh. Ờ à, dạ cỡ 3 tuổi đúng rồi, cỡ con em á, con em cũng cỡ đó, con em. Con em cũng 15 16 kg mặc số 5 số 6 á chị, con em cỡ đó. Con em là mặc số 6, con em là 15 kg chắc nó 15 kg giữ gì à. Mà nó cũng mặc số 6 không, mà tại em lấy chữ 2 cho nó rộng á. Mặc được lâu.
Rồi ai chốt CG lên CG giùm em kèm số ký nha mấy tình yêu ơi. 5565 giùm em nha. Có xe váy này cưng lắm mấy chị ơi. Rồi ai chốt thì lên giùm em ha. CG 25kg cho chị Mai Minh Hội. Ok chị yêu nha. 65.000 ok chị Mai Minh Hội. Ok chị yêu. 25kg cho chị Mai Minh Hội nè. Rồi ok có cho chị luôn. Rồi ai chốt CG lên CG nữa giùm em nha mấy tình yêu ơi. Nhí là 55 đại 65 giùm em ha. Ai chốt lên giùm em mấy tình yêu mình chia sẻ like lên giùm em nha mấy chị yêu ơi. Rồi em qua mã mấy chị muốn lên gì nữa thì báo em đi mấy chị. Lên tay tay ngắn quần dài nha, em đâu mẫu tay ngắn quần dài cho mấy chị nha. Ai chốt thì chốt ha đây. Em là mẫu tay ngắn quần dài nữa, ai chưa chốt thì chốt. Đâu rồi tay? Tay ngắn quần dài đâu rồi? Em được cho đâu. Ai chiếc thấy váy màu xanh đó nha, hồi nãy ai chưa có xanh thì chốt xanh giùm em thôi. Đây nè, xanh lá nha, lá giùm em đây nè. Size 8-35kg vừa, ai chốt lá lên lá giùm em nha mấy tình yêu ơi, lá nè. Nghĩ 55 đã 65 luôn nha, hồi nãy chị nào chưa sao chưa thấy màu này thì chốt lá giùm em cưng luôn mấy chị. Phối màu cực kỳ đẹp luôn mà có 55-65 có cái quần bên trong cho mình luôn ha. Rồi ai chốt thì lên giùm em nha mấy tình yêu mình ơi. Mấy tình yêu mình chốt giùm em đi. Rồi qua mẫu. Đây ngắm mùi đẹp bỏ đâu rồi mấy chị. Em ngắm một gà em đem em bỏ ra nè. Rồi ai chốt cô gái lên cô gái nha mấy tình yêu ơi. Rồi cái mẫu này. Mẫu này mấy chị chốt cho em mã này mã gấu giùm em nha. Em có size từ 8kg ha. Đây đến 35kg vừa. Ai chốt gấu lên gấu giùm em mấy chị. Hàng 3D giùm em nha mấy tình yêu ơi. Hàng 3D. Tay là hơi dơ dơ nè mấy chị. Rồi tay là bèo cho em luôn cưng không? Phối bèo cho em nha đây. In hai mặt cho mình luôn. Kèm cho cái quần ngố mấy chị. Có cái quần ngố của nó nè. Cưng ghê nha mấy chị. Cái quần của nó nè mấy chị. In hơi chá ha. Đây để em đầy ó. Thấy kỹ cho mấy chị. Xinh ghê luôn. Ai chốt lên cái mã này mã gấu kèm số ký cho em ha mấy tình yêu ha. Gấu gấu. Gấu kèm số ký ơi mấy chị chấm cho em nha. Nhớ chia sẻ like giúp em nha mấy chị nha. Thương chia sẻ like em lên kênh cá nhân hay hội nhóm giùm em nha mấy tình yêu ơi. Em bán cực kỳ rẻ nên chỉ cần mấy chị chia sẻ cho em thôi. Rồi ai chốt gấu lên gấu giùm em kèm số ký mấy chị nha. Đây gấu giùm em luôn. Cô gái. Chị Tuyết Ngân là 25kg hả? Chị Tuyết Ngân ơi 25kg cô gái em hết rồi chị. 25kg cô gái em hết rồi chị ơi. Đổ qua mẫu khác giúp em nha chị Tuyết Ngân nha. Gấu 18kg chị Thiên Bình. Ok chị Thiên Bình. Gấu kèm số ký giùm em nha mấy chị yêu ơi. Gấu kèm số ký giùm em ha. Ai chốt gấu lên gấu kèm số ký giùm em luôn. Gấu. Gấu chị Thiên Bình 18kg. Ok chị yêu. Nhí 59 đại 69 kèm cái quần ngố cho em nha mấy chị ơi. Body bé trai 10kg không có chị. Em có body bé gái à. Gấu 18kg chị Thiên Bình. Ok chị nè. 59.000 ok chị Thiên Bình. Rồi ai chốt gấu lên gấu giùm em kèm mấy quần ngố mấy tình yêu ơi. Đây để em lên cho mấy chị xem nè. Đây nè. Mấy quần này mặc đẹp lắm mấy chị. Mà kiểu như nó mát lạnh luôn. Thật sự nó mát lắm mấy chị. Mặc như không mặc vậy. Đây in hai mặt cho em nè. Kèm cái quần ngố cho mình nè. Không ai đã bán giá này thì thường không ai bán 5969 hết trơn. Ai chốt gấu mấy tình yêu mình lên gấu kèm số ký giùm em mấy tình yêu nha. Đây nhí 59 đại 69 giùm em luôn. Đây cái quần ở xịn lắm mấy chị. Em nói thật không chốt là tiếc nha. 5969 đó mấy chị ơi. Này cái hình nó chụp không được đẹp với chị chứ ngoài nó đẹp hơn em nói thật luôn. Ai chốt thì lên giùm em ha. Gấu kèm số ký giùm em ha. Chị Vi Nguyễn ha, gấu lá 24kg hả? Có, chị Vi Nguyễn có rồi nha chị yêu ơi. Tiết Ngân hả, chị Tiết Ngân ha, cô gái 23kg còn không hả? Chị Tiết Ngân em còn size 69 đó chị Tiết Ngân ơi. Em còn size 69 nha, 21-22kg á chị. Có lấy thì báo em nha. Em còn size 21-22kg 69 đó chị yêu ơi. Chị Đỗ Tí ơi, quay gấu bao nhiêu ký á chị? Xanh xanh. Xanh xanh chị ta. Xanh xanh xanh. Xanh 25. Xanh 25kg ok chị nha. Xanh màu lá đúng không chị? Xanh đúng không? Đúng rồi xanh xanh. Xanh 25kg cho chị nè. Ok chị yêu nè. Xanh 25kg. Cái cô gái em còn size số em còn size số 9 thôi nha chị nha. Xanh, xanh hết luôn.
Size em còn số 9, số 12 chị. Size em cũng hết luôn, lại qua mẫu khác cho luôn, cho em qua mẫu khác luôn cho. Chị ơi, chị Tuyết Ngân ơi, size em hết 25, size còn số 9 thôi chị. Bộ gấu chị đổ tiếp, hai bộ 16 với 20 ok chị nha. Bộ gấu 16 là 20 ký ok cho chị đổ tí ok chị nha, 59.000 ok chị yêu. 16 là 20 ký ok chị yêu nha. 16 20 rồi hết luôn á chị, chị chốt cho hai bộ này. Rồi gấu em còn size đại nha mấy tình yêu ơi. Gấu em còn size 21 đến 35 ký vừa thôi nha. Ai chốt gấu lên gấu lại còn một bộ size 8 đến 12 ký vừa. Rồi ai chốt gấu lên gấu giùm em kèm số ký dưới 59 đại 69 nha, qua mẫu khác cho mấy tình yêu quên. Rồi qua mã đi mấy chị ơi, qua mã. Qua mã nha. Có chị. À vậy đấy cô gái số 9 nha chị ha, ok chị yêu nha. Đấy cô gái số 9 thì 65.000. Vừa thì lấy giùm em thôi, còn không vừa thì thôi nha chị nha. Em sợ mất công về chặt mất công phụ nghiệp mấy chị chứ không gì hết trơn đi. Em mẫu khác cho em còn nhiều màu, em còn nhiều màu mấy chị ơi, em còn nhiều màu nha chị, mà không có mẫu khác thì qua mẫu khác giúp em nha, đừng có cố gắng lấy nha mấy chị nha. Rồi em chi ân cho chị Hiêu một mẫu nữa mấy chị ha, đây là tay ngắn quần dài giúp em chị. Bé trai size 10 ký hả chị, giờ em còn hàng 3D á chị ơi, chị gì quên rồi chị gì nè chị. Bé trai size 11 ký là em có set này, em có set này rồi cái này kèm cái bao túi luôn đây nè. Cái này bé túi luôn 75.000. Rồi em có cái set Burberry trai giống vậy luôn nè chị. Rồi có cái mũ luôn 89.000. Có xem gì báo em nha. Hay là muốn xem hàng 3D thì em lên 3D. Hay là muốn lên cô tông nha. Cô tông là 3D là hàng mặt bộ giống như vậy nè chị. Lên hàng gì thì nói báo em lên giùm cho chị xem nha. Rồi đây mấy chị ơi, chốt cho em mã này mã đỏ giùm em mấy chị yêu ơi. Đây em có size từ 8kg đến 35kg vừa. Em xem mấy chị yêu mình trên like luôn mấy chị ơi. Đây nhí 55 đã 65 được không mấy chị. Đây em sale bằng cái set váy, cái chân váy cho mấy chị luôn. Đây cưng lắm mấy chị ơi, tà trước ngắn hơn tà sau mấy chị nhìn nè. Rồi xẻ tà cho mình luôn nha. Đây tay ngắn quần dài mấy chị, mặc đi chơi đều ok nha, mặc cái áo khoác ở ngoài nó khỏi sợ mấy chị. Đây cưng lắm luôn á, cái quần này nó sẽ in hình con gấu cho mấy chị luôn nha. Đây in hình con gấu cho mấy chị luôn, mấy chị mua trước rồi mấy chị sẽ có cạch nha. Còn mấy chị yêu mà mua sao hết size mới hợp luôn á, mới like qua rồi nó hết size liền. Ai chốt thì lên giùm em mã này mã đỏ giùm em kèm số ký mấy tình yêu ơi. Tay ngắn quần dài mà 55-65 kiếm đâu ra mấy chị. Đỏ em có xếp mẹ và bé nha, em có xếp mẹ và bé mấy tình yêu ơi. Nếu mà chị nào mà ốm mẹ mà ốm nghe là mặc 64 được luôn á. Đỏ 25kg chị thì Thảo ơi, lên kèm số điện thoại giùm em nha. Đỏ 14kg chị Thu Thảo ơi, lên giùm em kèm số điện thoại luôn nha. Chị Trương thì Ngọc Sen nha. Trời chị, nãy giờ em lên gần hết màu luôn chị. Em lên gần hết màu luôn rồi, chốt cho em mã này đi tình yêu ơi. Ai chốt đỏ lên đỏ nha, chị nào đỏ lên đỏ kèm số ký giùm em nè. Size 8 đến 35kg vừa, nhí 55 đại 65 giùm em. Mấy chị khách mới kèm số điện thoại giùm em nha mấy tình yêu ơi. Đây cưng lắm mấy chị ơi, có 55-65 ngàn à. Mặt trước này mấy chị mặt sau, đó nó in hai mặt cho mấy tình yêu mình luôn nha. Đợi em lên cái xé hồi nãy mấy chị ơi. Đây em lên lại cho. Dạ em nghe chị Gia Hoa like em nghe chị. Đỏ cho chị Thị Thảo ok chị 25kg ok chị yêu nha. 65 ngàn. Đỏ 25kg chị Thị Thảo nè, ok chị yêu. Ai chốt đỏ lên đỏ giùm em kèm số ký nha, 25kg. Ai chốt đỏ lên đỏ kèm số ký giùm em nha mấy chị yêu ơi. Đỏ 25kg chị Thị Thảo nè. Năm lăm sáu lăm ngàn giùm em nha mấy tình yêu ơi. Chị ơi, chị Thu Thảo lên em số điện thoại nha chị yêu ơi, kèm số điện thoại giùm em nha. Rồi em qua mã mấy tình yêu ơi, ai chốt thì lên đỏ nữa em kèm số ký nha mấy tình yêu ơi. Đây rồi cái mẫu này mấy chị hỏi em nè. Đây mẫu này giờ em còn một cam đâu, giờ em còn size 8 đến 12 lại size này size rồi size... đây màu cam nè mấy chị, màu cam em còn size 8 đến 12 ký vừa. Ai chốt cam lên cam nha. Đây size 8 đến 12 ký nha mấy tình yêu ơi, size 8 đến 12 với lại size 21 đến 35 ký vừa. Ai chốt lên cam giùm em nhí 39 đại 49 đây nè mấy chị, nó là hàng cô tông mấy tình yêu hoa. Đây cô tông giùm em mấy chị nha. Đây ai chốt cam lên cam giùm em nó chắc nè mấy chị, ai chốt cam lên cam size nhí em còn size 8 đến 12 ký nha, với lại size đại em còn size 9 đến 35 ký vừa. Ai chốt cam lên cam nhí 39.000 đại 49.000 mấy chị thấy không? Đó, đây cái mẫu em đăng nha mấy chị yêu ơi, cái mẫu em mới đăng nha.
Rồi ai chốt thì lên giùm em mấy chị nha. Ai chốt thì muốn lên gì thì báo em mấy chị. Ai chốt đó, ai chốt cam lên cam giùm em kèm số ký ha. Đó em like qua rồi là hết mẫu á mấy chị ơi. Em like qua rồi là hết mẫu nha. Rồi cam. Rồi màu hồng. Màu hồng em còn size 32 33, 32 33, 29 30. 29 30. 29 30 hết luôn á. Cái này em để cho ba chị kia rồi. Em để cho chị kia hết hai cái này rồi. Rồi hồng, hồng em còn size 8 đến 12 với lại size 32 33. Ai chốt hồng lên hồng giùm em, đâu có size thì chốt nha, nhí 39 đại 49 nha mấy chị. Hồng. Hồng giùm em ha, ớ thì em vào chốt hồng lên hồng giùm em luôn, hồng rồi mấy chị. Y chang cái hình luôn mấy chị, y chang cái hình giùm em luôn nha. Tiện đầu chốt thì lên em hồng kèm số ký nha. Đấy hồng còn 3 bộ thôi là em cũng hết luôn. Rồi em qua mã. Hồng để em lên thêm vài màu nữa cho mấy tình yêu mình cho hồng. Hồng em hết 25kg không chị? Có một bé trai 35kg chị Cao Kim. Cam 25kg chị Thị Thảo ok chị. Cam 25kg chị Thị Thảo nè. Chị Thảo ơi, ca em hết 25kg không chị? Giờ em còn số 12 là số 9 đó. Em còn size đến 22. Em còn 22kg thôi chị. Hồng em hết 25 luôn chị Thị Thảo. Để qua màu khác nha mấy chị ơi. Để qua màu khác cho. Rồi có bé chai 33kg luôn nha mấy tình yêu ơi. Có chai 33kg luôn nha mấy chị. Muốn lên thì báo em ha. Rồi cái set váy này em lên lại cho. Cái này con Doraemon này em có size từ 8kg đến 38kg vừa. Ai chốt mon với tình yêu mình lên mon giùm em kèm số ký nha mấy chị nha. Đây em có size từ 8 đến 38kg vừa giùm em. Ai chốt mon lên mon này mấy chị. Nhí 49 đại 59 giùm em ha. 49 59 nha mấy chị. Tin trong cái quần phơm quần của nó nè. Kiểu hot girl đó mấy chị. Nó thật luôn á. Kiểu nó hot girl lắm luôn á. Đây cái phơm mặt lên hắt mông đó mấy chị. Cưng lắm. Ai chốt mon lên mon giùm em kèm số ký ngoài sau nè mấy chị. Đằng trước nè em có size từ 8kg đến 38kg vừa. Nhí em xem mấy chị luôn. 49 đại 59 hàng nè, vải 3D mấy chị nha, không phải cô tôm, vải 3D mắc hơn á. Hồng em hết 14kg chị Thu Thảo. Chị Thu Thảo cái hồng, hồng hết 15kg luôn mấy chị ơi. Hồng em hết nha, hồng. Từ từ em nói mấy chị. Chị Thu Thảo hồi nãy chị Thu Thảo có lấy đỏ 14kg lên giùm em số điện thoại nha mấy chị ơi. Rồi đi, đi đâu không ngủ không nội. Rồi anh 16kg là 20kg chị đổ tiết. Ok chị đổ tiết. Mấy chị ơi nghe em đọc đúng số ấy giùm em nha mấy tình yêu ơi. 16 với lại 20kg chị đổ tiết. Ok chị đổ tiết nha. Có 49.000 chị đổ tiết. Em nói thật chị đổ tiết mua đồ đồ này không hối hận. Em nói thật luôn chị đổ tiết cứ mua không hối hận đâu chị đổ tiết. Em nói thật nó đẹp lắm chị đổ tiết. Cưng lắm. 16kg nè. Rồi ai chốt thì lên giùm em nha mấy tình yêu ơi. Ai chốt thì lên giùm em nha. Mon kèm số ký giùm em ha. Thì em đang lên mẫu có 14kg hết luôn á mấy chị ơi. Nãy giờ em đang lên mẫu có nhí đại luôn á mấy chị. Em đâu có lên lẻ sai đâu. Mấy chị kèm số điện thoại giùm em nha mấy chị ơi. Kèm số điện thoại giùm em đi mấy chị ơi. Kèm số điện thoại giùm em nha. Khách mới kèm số điện thoại giùm em mới có đơn mấy chị ơi. Có 8 rồi. Rồi có chị đổ tiếp 2 bộ. Ai chốt mon lên mon giùm em kèm số ký nha mon. Mấy chị đổ tiếp nè. Rồi qua mã. Rồi ok em lên bộ 25kg ha. Rồi ok em lên bộ 25kg cho. Rồi qua mẫu mấy chị ơi. Đây cái bộ mấy chị hay giành giật này mấy chị ơi. Đây rồi đây size 8 đến 30 size 8 đến 35kg vừa cho em. Ai chốt đỏ lên đỏ giùm em nè. Đây đỏ yêu nào chốt đỏ là y cho em đó họ luôn. Là cái hình xưởng chụp nha, hình sao là hàng vậy đó nha mấy chị nha.
Không, ý là em biết chị Đỗ Tuyết rồi, em nói chị ấy thôi mấy chị, em nói mấy chị Thu Thảo rồi, chị Đỗ Tuyết em biết chị Đỗ Tuyết mà, trời ơi. Đây ai chốt đỏ lên đỏ size 8-35kg vừa nhí 39 đại 49 giùm em luôn đây nè. Nhí 39 đại 49 giùm em ha, ai chốt đỏ mấy chị mình lên đỏ giùm em mấy chị ơi. Đây, cái áo là cô tông 4 triệu rồi là cô tông 2 triệu giùm em ha đây. Đây cái chị Thu Thảo ơi, qua bộ này nè chị, màu đỏ nó có 25kg nè chị ơi. Đó em nói thôi em lên hàng nguyên ri nha, em không có đủ màu mấy tình yêu ơi đây. Tại vì khách gặn nhiều lắm, khách lấy xỉ nữa mấy chị, nó không có kiểu, không có thời gian. Đỏ 14kg, đỏ 25kg ok chị yêu này, đỏ 25kg là 49.000 nè. Vải đẹp lắm á, lộn. Hàng ok lắm mấy chị, 39-49.000 ok lắm mấy tình yêu ơi. Tiền nào của nấy thôi mấy chị ơi, cưng lắm. 25kg cho chị Thị Thảo, mấy chị khách mới có đơn anh bóc địa chỉ giùm em mấy chị ơi, đỏ 14kg cho chị. Vậy chị Thu Thảo có lấy cái bộ đỏ tay ngắn quần dài thì báo em nha. Đỏ nè, đỏ 14kg chị Thu Thảo nè, ok chị nè, 39.000. Ờ lên bé trai hả? Rồi ok bé trai, chị bé trai chị muốn lên à, cảm cái gì em từ lâm lên kìa. Đỏ 14kg chị Thu Thảo, chị ơi cái gì em quên rồi. Vậy đỏ chị, đỏ chị chúc sinh em hết số 5 rồi chị ơi, giờ còn số 6 rồi, đỏ số 5 cho chị Thu Thảo rồi, chúc sinh, chị chúc sinh ơi, qua màu khác nha chị nha. Đỏ này em còn số 6, chúc sinh ơi, hết số 5 rồi chị, còn số 6 rồi. Đỏ đỏ 27kg chị Vi Nguyễn ok. Lên bé trai mấy chị ơi, lên bé trai cô tổng hay ba lơi báo em lên cho. Em lên cho mấy chị lựa cho 27kg chị Vi Nguyễn ok, chị Vi Nguyễn ok, cảm ơn chị yêu. Rồi ok. Rồi. Ok ok. Chị bé trai là muốn lên thì báo em nha, bé trai muốn lên thì cô tổng hay ba đây thì báo em đây nè mấy chị. Ai chốt đỏ thì lên đỏ kèm số ký giùm em, chị chúc xin giờ em còn số 6 hết số 5 luôn, chị chúc xin thôi, tụi bị chúc xin ngơi luôn á. Rồi ai chốt đỏ lên đỏ giùm em kèm số ký nha. Size 8-35kg vừa em nhí 39 đại 49 luôn đây, em có đăng hình nha mấy chị nha, đây mẫu này em có đăng hình. Rồi ai chốt thì lên giùm em đỏ. Rồi qua con Doraemon này mấy chị ơi đây. Doraemon này em còn size số 8, số 6. Trời ơi chị chốt Doraemon này luôn á chị Đỗ Tuyết ơi, con Doraemon này đẹp quá chị. Đây hàng 3D cho em luôn nha đây. Giống cái bộ gấu hồi nãy nhưng mà cái này Doraemon cưng thôi mấy chị, hoa cái quần nè. Trời cái quần xinh lắm luôn á. Ai chốt mon lên cho em mon nha đây. Size em còn size 8-10kg, size 15-16, 19-20 với lại 21-35kg vừa. Mấy chị size đại không chốt bộ này tiếc, em nói thật luôn. Sao không được ok. Ok, cái gì quên không? Gì quên không trời, cái gì quên không? Ok, chị là 39.000 cho chị Trúc Sinh. Ok, chị Trúc Sinh cảm ơn chị yêu nha. Ok, chị Trúc Sinh. Số 6 cho chị luôn. Số 6 cho chị luôn hả? Ok, chị yêu. Dạ con, chị vậy giống con em có ốm gì đâu. Con em cũng 3 tuổi, 3 tuổi, 3 tuổi mấy tháng đó mà nó cũng 15kg. Mon 16, ok chị. Chị Đỗ Tuyết cái bộ này vải đẹp lắm chị Đỗ Tuyết. Em nói thật luôn, mấy mẫu 3D này vải đẹp lắm chị Đỗ Tuyết. Cưng lắm luôn mà ra rẻ, nó giá rẻ lắm chị. Rồi vậy là mon em còn size 8-10 là còn size 21-35kg vừa nha. Em hết size nhí luôn mấy tình yêu ơi mon. Vải đẹp lắm chị Đỗ Tuyết, mấy bộ đồ này vải đẹp rơi luôn á. Chị nào nhận bộ này cũng khen vải đẹp hết trơn á. Tiền nào của nấy đó chị ơi. Em thấy giá gì đâu rẻ lắm luôn. Giờ lên cái set váy tiếp thôi, nãy giờ chị làm chưa có set váy đúng không ta. Rồi em lên tiếp set váy. Ai chốt mon mấy tình yêu mình lên mon giùm em nè mấy chị. Mon giùm em kèm số ký nha mấy tình yêu ơi, mon mon. Ai chốt mon mình lên mon kèm số ký. Cái quần đẹp lắm em nói thật luôn mấy chị, cưng lắm. Ở đây cái đèn nó hơi bị chá ta. Ai chốt mon lên mon giùm em kèm số ký nha. Em còn size 8-10 là 21-35kg vừa, nhí 59 đại 69 giùm em, giá cực kỳ rẻ mấy chị ơi, giá mềm lắm luôn mấy tình yêu ơi. Rồi muốn lên bộ dây hay là muốn lên gì đó thì báo em lên bé trai đúng không, đúng không, để em lên bé trai. Đỏ đỏ, ủa đỏ số 1 cho chị hả, không thấy luôn á đâu. À trời ơi chị Kim Dung, trời ơi đỏ số 1 49.000 chị Kim Dung ok chị. Trời em không thấy chị Kim Dung luôn má ơi. Rồi em thấy chị Kim Dung rồi nha chị yêu, em không có thấy. Rồi ok, ủa số 1 hết luôn rồi chị Kim Dung. Số 1 em hết luôn rồi chị. Đỏ số 1 em hết luôn ha. Rồi ngố mấy gái tiếp thôi, rồi ok tình yêu lên tiếp.
Lòi lên kem màu này màu cam đi mấy tình yêu ơi. Rồi bộ này lông màu lá, size 8-20kg vừa em xem mấy chị luôn. Trời hôm nay kênh like nha mấy chị nha. Rồi 45.000 đây nè mấy chị, size 8kg nha. Mà này mấy chị comment cho em là ngố mấy chị ơi, ngố kèm số ký nha. Size 8-20kg vừa thôi, có size nhí thôi. Xem mấy tình yêu mình luôn 45.000 đây nè mấy chị, ngoài trước nè ngoài sau nè. Rồi kèm cái quần ngố cho em nè mấy chị, cưng chắc cô tông cho em nha, vải đẹp lắm luôn mấy chị ơi. Chốt cho em mã này mã ngố. Ờ chị Đỗ Tiết có xe nhí cũng chốt cái này cho em, có 45.000 bộ, em có mấy màu rồi mà gần hết rồi. Rồi chốt ngố giùm em kèm số ký nha mấy tình yêu qua đây cưng chưa. Em nói thật luôn, có 45.000 vừa 3D vừa cô tông, vải đẹp hơn cái bộ cô tông nãy luôn mấy chị, thật sự luôn. Ai chốt ngố lên ngố mà em mấy chị coi cái vai nó khoét như vậy nè. Nó sẽ khoét sâu vô mấy chị nha, đây sẽ khoét như vậy nè, hở cái bờ lưng nó cưng lắm mấy chị, hở cái vai lưng này nè cưng lắm. Ai chốt ngố lên ngố kèm số ký giùm em nha. Đây. Không đẹp không lấy tiền sale luôn, 45.000 được chưa mấy chị? Ngố kèm số ký giùm em nha, đằng trước nè ngoài sau nè mấy tình yêu ơi. Rồi kéo cái quần này mấy chị khỏi lo về cái chắc, em nói thật bộ này vải đẹp lắm, cái nào đẹp em nói đẹp mấy tình yêu ơi. Có chị Ánh Nguyên bộ ngố đăng hình có 22kg á chị. Rồi ai chốt thì lên cho em ngố kèm số ký nha, em có size 8 đến em còn size 8 đến 20kg vừa thôi mấy chị nha, 45.000 ai chốt thì lên cho em nha, ngố kèm số ký luôn. Cà bộ này vải đẹp lắm mấy tình yêu ơi, nó đẹp hơn cái bộ kia nhiều mấy chị nha. Mấy chị là sẵn hàng 3949 mấy chị nói vậy, nhưng mà cái bộ này vải đẹp hơn mấy tình yêu ơi, cái nào đẹp em nói đẹp nha. Ai chốt ngố 10kg chị Mai Minh Huệ, ok chị. Em nói thật mấy chị mua hai mẫu về thử đi mấy chị ơi, mấy chị mua thử hai mẫu về thử. Em nói thật cái bộ này đẹp hơn bộ kia mấy tình yêu ơi, đừng có nhìn cái kiểu vậy nhưng mà vải nó không đẹp bằng bộ này, cái đó em nói thật. Chị Kim Dung bỏ xuống một không có nè, ngố 10kg chị cho chị Mai Minh Huệ nè. Thiệt em nói bộ này vải đẹp lắm mấy chị, chốt đi có 45.000 bộ mà mấy tình yêu ơi. Giờ em lên lại ha, ngố 20kg. Ờ đúng rồi, ngố 20kg chị. Ok ok nha, em lên 3D cho bé trai từ từ mấy chị ơi, em lên bé trai nha. Em lên bé trai cho chị kia chốt đó mấy chị ơi. Ngố 20kg chị Viên Nguyễn nè, ok chị Viên Nguyễn, cảm ơn chị Viên Nguyễn nhiều. Rồi để tụi em lên bé trai. Chị. Ở đây em lên xếp váy cho chị nào chưa chốt chết cho nó chốt cái chị ơi. Rồi cái trò chơi công mệt này em còn size 13 với lại size ta size em còn size 8-16kg vừa. Rồi với lại size 3233 2628. Rồi ai chốt trò chơi công mệt lên trò chơi công mệt giùm em mấy chị ơi, chốt cho em mà trai nha mấy chị, trai giùm em này. Rồi nhí 59-69 luôn. Em còn size 8kg ha, em còn size 8-16 với lại size 26, 28, 30, 32kg vừa, 30-33kg vừa. Đây, trò chơi con mực này mấy chị Switch Game, ai biết là chốt liền cho em nhí 59-69 luôn đây nè mấy chị. Chị Vi Nguyễn mê mấy cái bộ này lắm, em biết chị Vi Nguyễn mê mấy cái bộ này lắm luôn á. Rồi ai chốt thì lên giùm em ha. Ôi chồng em mới dục cục sạc dự phòng, em bỏ đâu rồi mấy chị ơi. Rồi cục sạc dự phòng bỏ đâu nữa rồi. Rồi ai chốt thì lên giùm em nha mấy tình yêu ơi, đây cưng lắm luôn mấy chị, vải 3D nha, hàng mát lắm luôn mấy chị, chốt đi nó học luôn đây nè. Trò chơi con mệt giùm em nha, ai chốt chai lên chai đi mấy chị ơi. Đây em còn size 8-16 nha, với lại size 33. Chị Cao Kim ơi cho em kèm số điện thoại nha, 25kg em không có chị Mai Minh Huệ ơi. Bộ có cổ bé trai không có size 18kg luôn chị, giờ em còn size 8-10kg thôi à. Bộ có cổ này em còn size 8-10kg thôi à. Rồi 33kg bé trai chị Cao Kim lên giùm em kèm số điện thoại nha chị yêu ơi. Ok chị Cao Kim nha. Có chị lên trần đầm, bên em có về đầm tay bồng nha chị yêu ơi. Còn đầm nữa là cái gì như 69.000 33kg bé trai. Rồi ai chốt thì lên giùm em là trai kèm số ký giùm em nha, 33kg bé trai cho chị Cao Kim, ok chị yêu là 69.000.
bãi ba đôi nhắm tình yêu ơi, bãi ba đôi giùm em ha. Đây rồi, ai chốt thì lên nữa giùm em nha, hôm nay em về bé tay bồng có 20 mấy ký mấy người nha. Đây rồi, ai chốt thì lên giùm em luôn, trai kèm số ký hình là trời coi con mở mấy chị Switch game giùm em ha, cưng lắm. Rồi ai chốt trai lên trai và qua bé gái tiếp, nhưng mà tình yêu qua bé gái một mã, qua bé trai một mã nha, em gom xuống đây rồi. Để em lên từ từ cho mấy tình yêu mình cho. Rồi ai chốt nữa thì lên giùm em trai kèm số ký giùm em nha mấy chị nha, trai kèm số ký luôn. Trời ơi, cái gì vậy mấy chị. Rồi em cảm ơn chị Cao Kim. Rồi từ em xéo này trước, 29.000 cho mấy chị có đơn nè, 29.000 giùm em nha, trai gái mặc được. Em còn size này là 14, 15 nè, 19, 17, 18 với lại size này là 14, 15, 16 nha mấy chị nha, với lại 17, 18 14-18 kg vừa. Rồi ai chốt lên giùm em mã này, mã 29.000 nha, 29.000 em có size 14-16 kg với lại size 17-18, 14-18 kg vừa. Em chốt luôn 29.000 trai gái mặc được màu này, 29.000 giùm em nha. Ai chốt lên mã 29 kèm số ký giùm em 29.000 thôi. Em còn size 14-18 kg vừa giùm em nha mấy chị nha, cưng ơi hôm đây. Đây nè mấy chị, những cái quần nè, 29.000 tinh độ, 29.000 giùm em nha, 14-18 kg vừa. Ai chốt 29 thì là 29 theo cho chân mấy chị cho đủ đơn nha, 29.000. Rồi em qua mẫu đâu rồi, rồi em là màu lá luôn. Nhiều hàng quá, em ở đây tùm lum á chị, đây màu lá nè. Rồi chốt cây màu lá luôn nha, ấy size 8-35 kg vừa. Ai chốt lá lên lá giùm em mấy tình yêu ơi. Đồ thể thao là đồ gì á chị? Chị Cao Kim, đồ thể thao là đồ gì á chị? Thể thao với chai 33 kg là em có mấy mẫu bọc bóng đá bông đá banh này, em sale có 39 nha. Ờ màu xanh này đẹp quá. Rồi chú em lá giùm em mấy chị ơi, lá nè. Ai chốt lá lên lá size 8-35 kg vừa, nhí 39 đại 49 giùm em đây nè mấy chị. Nhí 39 đại 49 ha, em đăng hình nha, 3x 4x 39 49 giùm em luôn. Ai chốt lá giùm em size 8-35 kg vừa nha mấy chị nha. Đây, size 8-35 kg vừa thì em là chốt lá lên lá giùm em kèm số ký ha mấy tình yêu ha. Xanh 69 nha. Dạ ok chị, xanh 69 cho chị, 49 nha. Xanh số 9 nè. Xanh số 9 cho chị Ánh Nguyên, 49.000 nha chị. Rồi ai chốt lá lên lá giùm em kèm số ký nha, lá 25 kg chị Thị Thảo ok. À em mẫu đá banh ha, có nhưng mà bây giờ lộn xộn không biết nằm đâu á chị ơi, không biết nằm đâu á chị, em tí nha. Lá 25 kg cho chị, lá 25 kg cho chị gì quên rồi nè, cho chị Thị Thảo ok, chị Thị Thảo nha. À chốt lá lên lá giùm em ha. Cho em xem hai nhí xô luôn, hai nhí thôi chị. Hai nhí nào chị? Rồi ai chốt lá lên lá giùm em nha mấy tình yêu ơi, lá kèm số ký giùm em dùng là ok chị Ánh Nguyên nha, em dùng lên cho chị ngày mai giao luôn. Rồi đâu mà bộ lá. Lá nè mấy chị. Ai chốt lá thì lên lá giùm em nha, đây. Cưng ghê luôn. Đây nha, ai chốt lá lên lá cho em kẹp số ký nhí 39 đại 49 giùm em ha, size 8-35 kg vừa. Màu này là trai gái mặc được đó mấy chị, màu này bé trai mặc được luôn ha. Ừ, màu này bé trai mặc được luôn á chị ơi. Đây. Màu này bé trai mặc được luôn nha, tiện là chốt lá lên lá giùm em thôi, màu này con trai mặc được luôn nha mấy chị nha. Size 8-35 kg vừa, nhí 39 đại 49.000 giùm em ha, 39 49 luôn. Kêu cho nó. À cái đem còn size nhí thôi chị ơi, cái đem còn size nhí thôi. Cái đem còn size nhí, còn size 8 đến không? Còn size 8 đến em còn size 8 đến 10 khoảng 12 kg, 8-10 kg vừa cái bộ set hoa đó. Ok ok, để em làm từ từ, em lên bộ web trai này đây nè. Rồi ai chốt mã này lên cho em là Buma nha, đúng không ta? Bolo đó em, biển nha mấy chị ơi, biển nha. Đây mã biển size 21-35 kg vừa. Rồi chốt cho em mã biển giùm em nha, sale mấy chị luôn 59.000 vải cô tông giùm em ha. Rồi ok, lên tạm tay bồng luôn. Đây hồi nãy giờ em lên, nãy giờ em lên hết mấy màu, lên hai màu rồi, rồi em lên lại cho. Rồi ai chốt lên giùm em nha, tí nữa bóp hình, tí nữa em sẽ bóp hình, khi nào thích mẫu nào nữa thì cứ inbox giùm em nha. Đây nè biển, ai chốt biển là biển em sale luôn 59.000 mấy chị nhỉ. À, cưng không mấy chị, ai chốt biển là biển em còn size đại thôi, size 21-35 kg vừa mấy chị nha.
59.000 luôn, em xem 59.000. Ai chốt biển mới tình yêu mà lên biển giùm em kèm số ký ha. Đây đẹp quá mấy chị ơi, 21-35 kg vừa giùm em ha, 59.000. Ai chốt biển lên biển giùm em nè mấy chị. Lá lá 27 này là 30 kg. Ok chị Vi Nguyễn, ok chị Vi Nguyễn nha. À, 49 49, ok chị Vi Nguyễn. Chị Vi Nguyễn khách ruột á mấy chị, không mua không mua làm rơi lắm luôn á. Chị Vi Nguyễn cỡ đó 30 nè, 27 nè, ok chị Vi Nguyễn nè. Khách khách rau mối với mấy chị, khách ruột á. Rồi lá lá, ai chốt lá lên lá, ai chốt biển lên biển. Em biển còn 21-35 kg vừa, 59.000 luôn nha mấy chị yêu nha. Của bé trai ha, nó đây làm tay bồng đúng không mấy chị. Biển 30 kg, ok chị Vi Nguyễn, ok chị Vi Nguyễn nè, 59.000. Cảm ơn chị Vi Nguyễn nhiều. Biển 30 kg chị Vi Nguyễn nè. Chốt biển đây chị, vải đẹp lắm chị. Còn phơm thể thao là em có, nhưng mà bây giờ nó nằm lộn xộn. Giờ em còn mấy bộ đá banh này nè, em sale luôn 39.000. Chị tờ biết trái xe lại chị em tí mấy chị ơi. Rồi em lên lại cái làm tay bồng nè mấy chị ơi. Ai chốt thì lơ lại giùm em nha. Ai cái đầm tay bồng ném lên màu gì vậy? Màu đỏ thôi ta. Không chị thấy con mình em nó hơi bị rối mấy chị ơi, thông cảm cho em nha. Rồi ai chốt thì lên giùm em đi. Màu đỏ nè. Nhí 59 đại 69 giùm em thôi đây nè mấy chị. Đây ai chốt thì lên giùm em ha. Phơm này nó sẽ nhỏ hơn phơm bình thường một chút nha mấy chị nha, nên mấy chị nhích size lên giùm em ha, em sẽ nhích size cho mấy chị nha. Rồi ai chốt thì lên giùm em mã này, mã đỏ giùm em mấy chị ơi, đỏ nè. Đỏ giùm em nhí 59 đại 69 ha, váy tay bồng nè mấy chị hỏi em này đây nè, đó. Cưng lắm mấy chị, mỗi hình là mỗi màu phối và mỗi kiểu khác nhau luôn á. Ai chốt đỏ lên giùm em, đỏ kèm số ký giùm em nha mấy chị. Tình yêu ơi, đâu cái đỏ đâu ta, cái đỏ đâu rồi. Cái đỏ tay nhí nằm đi đâu rồi đây này, đỏ này, đỏ này. Rồi ai chốt đỏ lên đỏ giùm em kèm số ký nha mấy tình yêu ơi, đỏ đỏ luôn. Đỏ mới nằm đâu giờ, thay nhí em biết còn cái gì nữa. Đỏ kèm số ký nha. Đỏ 14 ký vô, ok chị Thu Thảo. Em có được mấy màu quá chị, 6 màu. Màu nào cũng đẹp hết trơn, nãy giờ em lên màu đẹp đẹp không, màu đỏ đẹp lắm luôn á chị. Đây là màu khác cho. Rồi ai chốt đỏ lên đỏ giùm em nha, có sai nhí đại luôn nha mấy tình yêu ơi. Ai chốt đỏ lên đỏ kèm số ký giùm em. Rồi đỏ kèm số ký giùm em nha. Đỏ ai chốt đỏ, đỏ 14 ký chị Thu Thảo, ok chị nha. Giờ không thấy sai nhí nằm đâu nha chị ơi, không thấy sai nhí nằm ở đâu nè. Đây này, đây này. Đỏ 14 ký chị Thu Thảo, ok chị Thu Thảo nha. Đỏ 4 cái chị Thu Thảo nè, ok chị nè, 59.000. Tay bồng không chị, nó là cái nền màu trắng, nhau là phối tay màu khác nha. Ok cho chị Phan Thị Trúc xin, ok chị yêu. Đỏ, đỏ 59 cho chị, cho chị Thu Thảo, ok chị nè. Mấy chị ơi, mấy chị, ý là nó phối gì nè mấy chị. Đây màu xanh dương nè, em xanh dương cho đây nè. Có nghĩa là cái nền nó sẽ là màu trắng thôi, rồi nó phối tay màu khác chứ em không có màu trắng. Còn màu trắng là em có một tay này thôi, nhưng mà không có size lớn đây nè mấy chị. Có nghĩa là nó cái nền của nó sẽ là màu trắng hết thôi, nhưng mà nó sẽ phối tay màu khác. Có nghĩa là cái nền màu trắng này, các họa tiết màu xanh thì cái tay nó sẽ là màu xanh. Rồi ai chốt xanh lên xanh giùm em kèm số ký nha mấy chị ha. Xanh kèm số ký giùm em nha mấy chị ơi, đây xanh nè, ai chốt xanh lên xanh giùm em hình nè. Cưng lắm luôn, xịn ha mấy chị ha. Màu xanh này là màu xanh lọt giùm em nha, không phải xanh đậm. Ai chốt xanh lên xanh giùm em kèm số ký nhí 59 đại 69 giùm em luôn xanh. À, em thấy nó dễ thương quá mấy chị, em nói thật luôn á, đúng dễ thương luôn á. Rồi ai chốt xanh mấy tình yêu mình lên xanh giùm em kèm số ký nha mấy chị yêu ơi, xanh. Rồi cái set váy này em có size 8-35 kg vừa, hồi nãy chị nào chốt không được hai màu kia thì chốt màu này cho em ở đây nè. Còn Doraemon ai chốt cam lên cam cho em, size 8-35 kg vừa nha. Có quần bên trong luôn mấy chị, quần là quần thun lạnh đây. Quần là quần thun lạnh cho em nha, đây nè. Cái quần là quần thun lạnh cho em luôn, cưng luôn. Có quần bên trong, một cái set váy vậy nhí 55-65. Ai chốt thì lên cho em cam. Rảnh nguyên vậy tí nữa em ấy nha, có gì em up hình đó chị.
xanh 32 kg, ok cho chị Vi Nguyễn, ok chị. Nó xanh đủ luôn á. Xanh 32 kg chị Vi Nguyễn 69.000, ok. Em nói màu nào cũng đẹp, mấy chị màu xanh dương thấy đúng đẹp, bây giờ em lên là màu xanh xanh. Em có màu xanh dương, màu hồng đậm, màu hồng lờ, màu đỏ. Màu gì nó ta đem lên cho. Ok 32 kg cho chị Vi Nguyễn, ok chị yêu. Có tay hồng, ô có tay hồng. Tí đó em ra xem xét vào hình tiếp nha mấy tình yêu rồi. Ai chốt mon lên mon nè mấy chị. Ai chốt mon lên mon nhí là 55 đã 65 size 8 đến 35 kg bùa. Hồi nãy chị nào mà chưa chốt được cái mã này, mấy màu kia thì chốt màu cam. Con Doraemon xinh lắm mấy chị, nó hoặc luôn màu cam phối đổi giúp em ha. Ai chốt cam lên cam giùm em kèm số ký này đây nè. Size 8 đến 35 kg bùa nha. À, cưng quá mấy chị ơi, thật sự luôn xịn sò lắm luôn á. Ok ok ok. Mẹ mấy chị bây giờ mấy chị thói ra mấy chị vô lại giúp em nha. Mấy chị con có bị len không mấy chị? Ai chốt mon lên mon giùm em kèm số ký ha. Mấy chị ho cưng lắm rồi em lên màu khác cho mấy tình yêu mình coi. Rồi ai chốt dương lên dương giùm em nha. Màu xanh dương ha, màu xanh xanh. Lên mon này em qua mã nha. Tí nữa em xếp hình nha mấy chị yêu ơi. Tí nữa muốn hình chị nào muốn mua thêm gì cứ báo em. Ai bộ dây chị Ánh Nguyên, cái bộ dây chị Ánh Nguyên, cái bộ dây đúng đẹp luôn chị Ánh, cưng lắm đâu rồi. Ừ lên mấy chai nó không, mấy chai cộm mấy chị, mấy chai cộm lên hình cá mập nè, cá mập cho em nè. Size 8 đến 35 kg vừa. Ai chốt cá lên cá cho em nè tình yêu ơi, nhí 59 đại 69 cá nè, cưng thôi mấy chị ha. Ai chốt cá mấy tình yêu mình lên cá giùm em nha, cưng lắm luôn ở đây. Nhí 59 đại 69 của bé trai giùm em nha mấy chị nha, đây của bé trai. Size 8 đến 35 kg vừa, nhí 59 đại 69 cá nè mấy chị. Ở hình con cá mập nha. Xịn sò chưa mấy chị ơi, cưng không? Điều nào chốt cá lên cá giùm em kèm số ký nha. Nhí 59 đại 69 giùm em mấy tình yêu ơi. Mấy chị lên bộ dây mấy chị chốt chưa ta? Bộ dây hôm nay đúng đẹp luôn em mới thật luôn, có 4959 thôi. Ai chốt cá lên giùm em cá kèm số ký nha. Đâu bộ dây hôm nay rồi mấy tình yêu ơi, đây bộ dây nè. Ồ chị em thấy cái size bự chi vậy ta? Ai chốt cá lên cá giùm em kèm số ký ha mấy chị ha. Cá cá. Đây dây nè mấy chị ơi, dây nè. Size em có size từ size từ 8 kg mấy chị nha đến 35 kg vừa. Ai chốt dây lên dây giùm em gấu Burberry nè mấy chị kèm cái quần nè. Nhí 49 đại 59 vải là hàng thun lạnh 3D đi nha mấy chị nha, không phải cô tông ha. Cá 12 kg chị Phạm Thảo. Cá cá. Cá cá 69.000 33 kg cho chị vô. Rồi cá nha, ai chốt cá lên cá giùm em ha. Cá 33 kg cho chị vô. Ok có nha chị em tí nha chị yêu ơi. Cá 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 33 kg. Cái gì nó đưa nó đeo theo đi nè chị ơi. Cá 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 33 kg nè. Cá 33 kg nè, cá 33 kg cho chị Cao Kim trước nè. Ủa sắp in view rồi. Rồi cá 33 kg chị Cao Kim nè. Cá cá 12 kg cho chị để em coi còn cá đâu. Chị Nguyễn Nguyễn mới cá 33 kg cho chị, còn cá 30 kg cho chị ơi, đổi qua màu khác nha. Rồi, cá 12 kg cho chị vô. Cá 12 kg chị Vi gì á cho chị quên rồi. Cá 12 kg. Dạ ok ok chị lên trần. Cá 12 kg cho chị vô. Cá 12 kg cho chị vô. Cho chị vô Phạm Thảo ok chị vô. Chị Vi Nguyễn cá 33 kg hết còn 30 kg rồi chị. Còn nó 30 kg rồi em lên cái váy tay đầm hồng đậm hay rồi ok, hồng đậm đây. Rồi cá, ai chốt cá lên cá giùm em nha mấy chị yêu ơi. Cái gì nó coi gì nữa ta. Rồi mỗi bộ đá banh luôn, rồi chờ em tí đi. Rồi bộ dây nè, ai chưa chốt thì chốt mấy tình yêu ơi. Đây nè, bộ Burberry cưng lắm á chị, đây nè. Em có size 8 đến 35 kg vùi mấy em nha, đây nhìn nè. Bộ dây như vậy nè mấy chị, vải đẹp lắm em nói thật luôn. Nhận quần này mấy chị cứ về khen chắc vải cho em cưng lắm luôn nha. Đây, cái quần bèo nè. Ai chốt dây lên dây giùm em nha, tí nó có hình luôn. Ai chốt dây lên dây giùm em nha mấy tình yêu ơi, dây nha em nha, dây dây. Ai chốt dây lên dây giùm em ha, dây dây.
Dây kèm số ký giùm em nha, size 8-35kg vừa nhí 49 đại 59. Lên mấy cái bộ gì quên ạ, à, tên màu hồng ha, rồi ok màu hồng. Màu hồng đậm. Từ từ chờ em tím với tình yêu ơi, chờ em tím nha, màu hồng đậm. Rồi em đây màu hồng đậm, giờ em thấy size. Giờ em thấy size này thôi, không thấy size nhí đâu hết trơn á. Giờ chốt size đại cho em mấy tình yêu ơi. Giờ em thấy size đại, không thấy size nhí đâu hết trơn á. Rồi ai chốt thì lên cho em nha mấy chị nha, đây. Ai chốt thì lên giùm em màu này màu hồng. Rồi cái này không phải cho mấy chị ơi, cái này sao lộn xộn, bỏ cho em tùm lộn xộn tùm lum luôn. Màu hồng này em có size 29, 28-30kg vừa nha, 28-30kg vừa. Ai chốt hồng anh hỏi em còn 2 bộ. Chứ đại size 26, 28 có thể thay từ 26-30kg vừa. Chắc anh đang coi cái phơm coi. Rồi em có size này 23 nha mấy chị nha, 23-28kg vừa, 28-29kg vừa, 23-29kg vừa cho em. Rồi ai chốt hồng lên hồng, 23-29kg vừa. Ai chốt hồng lên hồng giùm em ngoài sao nè mấy tình yêu, hồng đậm giùm em nha, em có 3 bộ rồi. Ai chốt hồng lên hồng giùm em kèm số ký nha mấy chị nha, đây không thấy bồng là cưng không mấy chị. Rồi ai chốt hồng lên hồng giùm em ha, hồng cái này xong cái ri nó bị lộn xộn mấy chị ơi, em tưởng màu hồng ra nó bị ri lộn xộn. Bà bỏ bào xưởng đây, ông hỏi bà bỏ thì em còn lắm, nhiều khi một ri với mấy chị 6 bộ bỏ em có 5 bộ tính 6 bộ mấy chị thấy mày giờ em về em không có thời gian kiểm tra ra luôn, nó mệt ghê luôn á. Rồi ai chốt hồng lên hồng em kèm số ký thôi mấy chị, không muốn lên thì bà ơi. À lấy mấy bộ thể thao thôi, rồi ok em lấy mấy bộ thể thao cho quên chứ. Đây nè mấy chị, có nghĩa là em sẽ có bộ thể thao như vậy nè mấy chị ơi. Đổi đá banh nha, em mới hỏi mấy chị luôn, em cho mấy chị mặc hoài luôn á. Em nói mấy chị mặc hoài giùm em luôn cũng được. Nó đây nè, em lo từng màu nha, nó có từ kiểu từ màu này nọ, em sale mấy chị luôn trên live hôm nay 39 ngày tình yêu, được chốt được thì chốt giùm em nha. Đây em nói họ luôn, nó xinh lắm mấy chị, bộ bé trai thể thao, chị nào có trai size đại chốt cho em nói họ 39.000 mấy chị nha, giá không bao giờ có. Em nói họ luôn đây nè, ở ngoài chợ ở hiện tại ở em là bán 80.000 đó nha, là bán 80.000 đó, các em không biết nha, ở cái chỗ bán bao nhiêu em không biết. Đây y chang này luôn, bán 80.000 cho em. Cháu em á mấy chị, cháu chào em mặc cái này không nè, nó dễ thương đó mấy chị, nó hết, nó mặc hoài đằng nào xuống nó cũng hỏi là có màu khác cũng mở hỏi, nó hỏi hoài nó mấy chị. Đây rồi, đây size này đến 35kg vừa nha, màu lá đến 35kg vừa nè. Ai chốt lá lên lá 33-35kg, 30-35kg vừa. Ai chốt màu lá lên lá cho em đây nè mấy chị, 39.000 mặc hoài luôn, 39.000 thì mấy chị mặc hoài luôn á mấy chị. Em gửi bên giao hàng nhanh nha chị, lên trần ơi, bây giờ nó tùm lum mà chị, bây giờ có màu nào thì lấy màu đó chứ em không biết nữa. Mà hồng em gửi cho em thấy có nhiêu đó lên tới tí phải kiểm tra lại hàng nữa. Bả gửi cho em nhiều khi tùm lum hết trơn á mấy chị, thấy không, có nhiều này cái ri kia em gửi có 5 bộ, hồi trước cũng thiếu, kỳ này cũng thiếu mấy chị ơi. Lá chị cao kim đó, chị Vi Nguyễn rồi còn có lấy bộ này lấy này, chị em nói họ luôn, mỗi cái em có màu em nói họ chị 39.000, giờ chị nói vậy đó chị mua 100.000 người ta cũng tin nữa. Đây nè, cưng lắm chị, rồi ba nay cho chị cao kim luôn 39.000. Em ít like lắm, không có lời nhiều lắm chị này, em ít like lắm thiệt luôn á, em để nó vậy á. 39.000 chị cao kim này, chị cao kim mua giờ đáng đồng tiền bát gạo luôn, em nói thật. Chị mua giờ là đáng đồng tiền bát gạo luôn á, thật luôn á. Rồi qua mẫu khác. Mỗi màu là mỗi hình, mỗi size mỗi khác giùm em nha. Rồi màu này màu gì? Màu này 4 mít luôn nè, đây 35kg luôn nè chị, 30-35kg vừa. Màu này chốt cho em, mã này mã xanh nè, mã xanh cho em, mã xanh nè chị. Đây ôi chết cha, cái này nhỏ nha, cái này ồ có là 1 mít à. Ồ cái xanh của cái quần này đâu ta, rồi từ từ để em kiếm cái quần đây, trời ơi má ơi. Chị chốt mấy bộ chị em nói thiệt luôn á, đây cái cổ của nó này cưng ghê luôn, mặc dễ thương lắm chị. Chốt cho em màu này màu xanh nha, đây cái quần nè, thoải mái lắm chị, mặc đi cho nó đi đá banh đi học đi chơi cũng dễ thương á chị đó, 39.000 không tin được luôn á. Chốt kem màu này màu xanh nha, ai chốt xanh lên xanh giùm em cưng lắm mấy chị ơi, xanh xanh
Để là chốt xanh lên xanh giùm em ha. Xanh xanh luôn, ai chốt xanh lên xanh. Đúng rồi, chị Cao Kim mặc mấy bộ đồ ở nhà kem á, họ luôn đẹp lắm luôn á. Có size nhỏ nha mấy tình yêu ơi, ai chốt thì lên giùm em ha. Rồi mà như mấy cái đó em còn 4x á, cái này hết 4x rồi, mình size nhí thôi nè. Mấy cái này có size nhí thôi. Mấy cái này em có size nhỏ thôi, tình yêu đồ lấy thì báo em lên thôi, size nhỏ nha chị nha. 2x màu đỏ nè, em có màu đỏ này mặc vô nha, để em coi 2x đó. Nè chị, cái này đó nè chị, Cao Kim đây nè chị. Màu đỏ đó nè chị, cái này màu đỏ nè, tổng cộng màu đỏ đó nè. Đây đỏ thì báo em đỏ nha, đây đỏ. Đỏ đó nè chị, có đây đỏ thì báo em đỏ nha, rồi 39.000. Rồi còn mấy ổ kim có size nhí không mấy chị ơi, có lấy thì báo em nha, size cỡ 10 mấy 20 mấy ký á. Có coi không thì em gỡ nào cho mấy chị xem nha mấy chị nha, 39.000, cổ này size đại là em hết. Rồi ok, em lên size nhí. Ở size nhí không có size 10kg rồi. Chị Cao Kim lấy một, lấy màu nào báo em nha. Em còn đỏ là màu xanh dương á. Trời nó 3 mấy kg ha. Trời vậy nó còn bự hơn ấy. Nó bự hơn cháu em. Nó cháu em học có lớp 6, lớp 7 rồi. Cháu em học lớp cháu em 7 tuổi hay là 7 tuổi. Ờ 7 tuổi mà nó 3 mấy kg. Chị ba cũng 30kg. Sao 30-32kg gì đó. Cũng mặc này nè, nó mặc cái này nó mặc 1x, mặc 1x sao mặc 1x 2x. X lỡ là 1x chứ quên, đúng rồi. À, size nhí ha, size nhí này em có size cỡ 10 mấy kg được không mấy chị? 10 mấy kg á chị, không có size 10kg được không thì em lên nha. Rồi em qua mã nha mấy chị ơi. Mấy bộ thể thao này em có một chùm size nhí nằm ở đâu của ta? Chị Cao Kim lấy một bộ thôi, chị có lấy màu nào nữa báo em nha chị. Màu xanh là cũng đẹp mà cưng hơn, màu xanh dương với thương lắm luôn á. 39.000 em mới hợp luôn, mấy chị kiếm đâu bộ đồ này 39.000, có mình em bán quá. Nó con chị năm tuổi mấy, 33kg dữ chứ chị. Có chị Cao Kim còn hai màu đỏ là màu xanh đó, chị Cao Kim lấy đi. Còn xanh này nè, là màu đỏ thì cho Kim lấy đi, chị Cao Kim lấy đi chị. Màu đỏ nó cưng lắm, lấy hai bộ đó luôn ơi chị. Màu đỏ nó này, màu đỏ này. Ở chị đấy cho bé mã nhà, hai màu đúng cưng luôn á. Thể thao nhí em còn đâu lộ đâu, hôm qua mới sale 39.000 đâu ta. Em qua mẫu nha mấy tình yêu ơi. Chắc chắn nó bị lấy hai màu chị Cao Kim thiệt luôn á. Em nói thật chị thấy lấy về, hàng xóm cũng hỏi chị mua đâu mua. Rồi em qua mẫu mấy chị muốn lên gì thì báo em đi, mấy chị em lên nha. Muốn em lên thì báo em đi. Chị Cao Kim lấy hai bộ này luôn á, chị có 39.000 tốt luôn hai bộ này luôn á chị ơi. Cưng lắm luôn á. Rồi em qua mã nha mấy tình yêu ơi, qua mã. Qua mã, qua mã. Chị Minh nhờ chị chốt bộ này chưa? Chốt bộ này chưa? Đây cái bộ này em còn size 8 đến 16kg nha chị. Ok chị, thì em nói thiệt 39.000 đáng đồng tiền thiệt mà. Tin em, hãy tin em. Chọn cho con mệt này chốt lên em nè mấy chị trai nè, chị Minh Nhật có chưa chốt chưa, có lấy chưa chị? Đây nè chị, đây cưng lắm luôn á, đây nè em còn size 8 đến 16 với lại size 26 28. Đây nè chị, nhí 59 đại 69, thể thao luôn cho em nha, hàng 3D nha, 7 mét lắm luôn. Đây nè, ai chốt thì lên giùm em thôi mấy tình yêu hoa. Đây trai nha mấy chị, em chốt kèm mã này mã trai là được nha mấy chị nha, trai kèm số ký cho em, còn size 8 đến 10 với lại size này là 10 26 28 kg vừa nha, nhí 59 đại 69. Ai chốt lên chai giùm em kèm số ký như vậy, qua một mẫu nữa. Muốn lên mấy chai hay bông gái thì báo em nha tình yêu ơi, muốn lên chai hay gái thì báo em nha. Ừ. Rồi đâu rồi ta? Bộ này cũng chịu. Đây nè chị, bộ này 30-33kg vừa này, chốt thì chốt em sọc đi. Hàng 3D nha, vải 3D cho em nha. Rồi chốt với em sale chị luôn, kia like hôm nay 59.000 đây nè chị.
Vải 3D giùm em nha, đó hàng 3D giùm em nha, đây 59 ngàn luôn đây, bộ sọc này. Size 30 33 kg vừa này, kệ chốt lên em sọc nha chị nha, đây sọc nè. Lấy thì báo em nha, bộ sọc giùm em ho, ở xe luôn 59 ngàn, chị đâu lọt vào bộ với chân em vậy. Chị Cao kêu lấy bộ sọc này luôn á chị, cũng hàng thể thao luôn á, giờ mấy chị mua lên gì đó, mấy chị báo em, mấy chị ơi. Sọc sọc, ai chốt sọc lên sọc. Rồi muốn lớn thì nha, bộ nhện đâu ta, bộ nhện em dinh ra em bỏ đâu rồi mấy chị ơi. Không có chị, xếp mấy keo mà sao là em có size nhí thôi nha mấy chị nha, em có size nhí thôi ho. Em có size nhí thôi, em có mấy cái hình khác nữa, hàng 3D em có mấy cái hình khác nữa, muốn coi em lên cho mấy chị xem ha. Rồi bộ này 30 33 kg vừa cho em luôn nè, đây nè. Rồi chốt trắng cho em luôn, ơi trắng luôn. Ai chốt trắng lên trắng luôn, em sale luôn đây nè chị, 30 33 kg vừa nè. Ai chốt trắng lên trắng sale luôn mấy chị ơi, trắng giùm em nha, trắng giùm em luôn 59 ngàn đây. 30 33 kg vừa, ai chốt trắng lên trắng nha. Trắng giùm em luôn 59 ngàn, ai bán 69 ngàn giờ sale 59 ngàn mấy tình yêu ơi. Không chốt vào tiếc đó mấy chị. Em nói họ luôn đúng xinh luôn á mấy chị, trắng ok. Trắng 59, à em xèo này em đúng tiếc luôn á chị Cao Kim. Lên cô tông ha, lên cô tông mấy chị mới lên gì mấy chị ơi. Rồi em xem cục này luôn ơi bé trai nè mấy chị ơi, ai có bé trai chấm lên giùm em đi ha. Bộ này size bao nhiêu? Em còn bộ này size size 19 ha, size 18 20 kg vừa, ai chốt mã này lên mã số 8 giùm em đi, 35 000. Mã số 8 giùm em nha mấy tình yêu ơi, mã số 8 giùm em luôn đây. Mã số 8 giùm em nha, size 18 đến 20 kg vừa, chốt em mã số 8 nha, 35 000 luôn. Ai chốt 8 lên mã 8 giùm em ha, mã 8 35 000. Ai chốt 8 lên mã 8 giùm em luôn, 35 ngàn đâu bộ này em coi coi. Rồi size này 35 kg luôn nha, size này form to lắm chị, 35 kg luôn á. 35 kg vừa luôn nha, 35 đến 40 kg vừa, ai chốt lên mã 14 giùm em luôn. 35 đến 40 kg vừa lên mã 14 sale luôn 59 ngàn đó chị ơi. 35 đến 40 kg vừa nha, mã 14. Ai chốt thì em lên mã 14 nha, cái này đẹp quá à. Cái gì có mua lên đâu hết. Ở hình con chuột nè chị, đây cưng quá vậy. Đây nè chị, 33 kg vừa nè, chốt em mã này mã chuột đây 59 ngàn luôn đó, chứ hình con chuột cưng quá chị. Đây, sao nó luôn. Chốt em chuột giùm em nha, 33 kg vừa. Ai chốt chuột lên chuột giùm em á, nè qua đây nè. Ai chốt chuột lên chuột giùm em nha, 33 kg vừa lên bộ cô tông ha. Bộ cô tông. Bộ cô tông giờ em hết rồi mấy chị, em còn một màu nữa rồi, hết rồi. Rồi ai chốt chuột lên chuột giùm em luôn nha, chuột hơi cưng quá vậy. Chuột chuột. Ai chốt chuột lên chuột giùm em nha, chuột chuột. Chuột âm 3 kg ok, chuột cho hai chị ha, 59 ngàn. À, em xem bộ này 59 ngàn em tiếc lắm luôn á, thiệt luôn á. Rồi chuột cho hai chị. Chuột em có hai bộ. Rồi chị Huy Nguyễn là chị Cao Kim có luôn nha, hai chị có luôn ha. Rồi ai chốt chuột. Rồi hết. Con này là 26 28 kg vừa, ai chốt xe lên xe. 26 28 26 đến 30 kg vừa. Ai chốt xe giùm em nha, 26 đến 28 kg vừa, 26 28 30 kg vừa luôn, thơm to. Ai chốt xe lên xe, em sale 59 ngàn luôn xe mấy chị ơi, ai chốt xe lên xe. Xe này mấy chị muốn lên thì em lên cho mấy chị xem. Rồi mẫu này luôn. Mẫu này chốt cho em là mã
33 kg bồ, chốt cho em mã này mã 23. Mã 23 giùm em, chả biết bồ đồ này mặc sạch lắm mấy chị thiệt luôn, cái màu này cưng lắm, em có con trai em chả biết bồ đồ này liền. Cưng lắm luôn, mã 23 giùm em nha, 30 đến 33 kg bồ. Ai chốt thì lên giùm em mã này mã 23 nè mấy chị, trời xịn quá vậy. Thiệt luôn, hàng 307 này đẹp lắm mấy chị. Mã 23 giùm em nha, ai chốt lên mã 23. Rồi mẫu này gì nữa? 26, 28, 17, 18. Rồi mã này em có size 17, 18 với lại 26, 26, 28 kg vừa. Ai chốt mã này lên cho em là 3 lỗ nha, 3 lỗ đi. 3 lỗ giùm em đó tình yêu ơi, 3 lỗ, 3 lỗ. Form này em có size 17, 18 với lại 28 đến 30 kg vừa. 26 đến 30 kg vừa, ai chốt 3 lỗ lên 3 lỗ giùm em nha mấy tình yêu ơi, cưng không nè. 59 ngàn luôn, hết luôn nha, em sale 59 ngàn hết luôn. Ai chốt mẫu nào lên mẫu đó giùm em nha. 3 lỗ thôi mấy tình yêu ha, ai chốt 3 lỗ lên 3 lỗ giùm em kèm số ký luôn. 3 lỗ này em có mấy bộ rồi hết. Rồi cái này gì nữa nè, 3. Rồi size này 26 đến 30 kg vừa luôn, chốt kem mã này mã số 11 luôn, mã 11. Xe xe 26 kg chị Thiên Bình, ok. Còn chị Thị Thảo còn bộ ngố 25 kg đem lên luôn cho. 59 ngàn. Xe 26 kg chị Thiên Bình, ok luôn, 59 ngàn. Trời đẹp quá mấy chị hiểu luôn á, thấy nó đẹp quá à. Xe đâu rồi? Xe 26 kg cho chị vô. Cô chị Thiên Bình nè. Rồi mã 23 chị Vi Nguyễn, trời em thấy mấy bộ này em thích quá vậy. Mã 23 cho chị Vi Nguyễn. Đâu rồi, mã 23 đâu rồi. Ở đây nè, chị Vi Nguyễn, mấy bộ này mà sạch lắm luôn, cha mấy bộ này sạch lắm luôn. Đi đá banh nó đi chơi dơ, nó lùi vô khúc cát cũng cũng thấy dơ nằm đâu. Rồi bộ này chốt cho em bộ lá nha, đây, lá màu này màu ra mã số 11 cũng được mấy chị, mã 11 đúng không? Để đọc mã 11 đúng không? Đây mã 11. Size này 26 đến 30 kg vừa, mã 11 cho em. 26 đến 30 kg vừa, mã 11. Mấy chị chốt em mã 11 nha. Đây cái màu này cũng đẹp ghê luôn nè, đây nè. Xịn thôi mấy chị, thôi vải đẹp lắm nha. Em nói thật luôn, nhận về mấy chị khen liền. Mã 11, ai chốt mã 11 cái mã 11 cho em ha. Mã 11 cho em luôn. Lên ngố nha, mấy chị muốn lên thì báo em nha, em lên cho mấy chị mua cho đủ đơn cho. Mã 11. Trời này em hết quá. Con chuột này của bé gái mấy tình yêu ơi, size này 18-20 kg vừa. Chốt cho em mã này mã, cưng quá vậy. Chốt cho em mã này mã số 8 đi, sale luôn 49 ngàn. Mã số 8 49 ngàn cho em luôn mấy chị ơi, size này 18-20 kg vừa nha, đây nè. À chốt mã 8 là mã 8 cho em thôi này. Ôi bé trai bé gái mặc được luôn nha, mã 8 sale luôn 49 ngàn. Ai chốt mã 8 đây, mã 8 giùm em nha. Mã 8. Rồi còn gì em sale hết của con trai này coi. Rồi mã này, size này là 20-22 kg vừa. Chốt em mã này mã cam. Ở 20-22 kg vừa, chốt em cam đi mấy tình yêu ơi. 20-22 kg vừa cam giùm em sale luôn. Rồi 59 ngàn, ông vải đẹp, vải cô tông tàu cho em nha. Quần có túi luôn mấy chị, đây nè. Quần có túi luôn nha, hàng Quảng Châu nha. Đây, ai chốt cam lên cam size 20-22 kg vừa nha. Cam em sale luôn 59 ngàn cam. Ai chốt cam lên cam cho em nha, 59 ngàn. Rồi bộ này, bộ thể thao này cái gì nè. Ở cưng quá vậy. Rồi size này là 328-30 kg vừa, chốt cho em là thể thao TT nha. 26-28 kg vừa, chốt cho em là thể thao TT 59 ngàn luôn. TT giùm em nha, mẫu này chốt em TT. Ở cưng quá mấy chị hết thương quá nè. Mã này TT với hip hop á mấy chị, mã này thể thao nha, TT giùm em thôi đây. Size 26-28 kg vừa, chị Thiên Bình chốt bộ này luôn á chị ơi, 59 ngàn thật sự bãi đẹp lắm luôn á. Ai chốt ơi, chị Vi Nguyễn chốt luôn chị, bộ này vải đẹp quá à. Chị không chốt tí cơ, em thấy đẹp quá em kêu mấy chị chốt á. Thiên Bình ok. Chị Thiên Bình cái em bán 79 ngàn nữa, hôm nay sao 59 ngàn thiệt luôn á mấy chị. Trước đó mấy chị từng mua em mấy chị biết, em nói họt luôn á. Bộ này đẹp quá nhở. Rồi em qua mẫu. Mấy chị muốn lên thì nó không thì báo em, mấy chị yêu ơi. Lên bộ ngố nha, lên bộ ngố 3D nha mấy tình yêu ơi, bộ ngố 3D hay cô tông mấy chị báo ơi, hay lên bộ dây mấy chị, hay là lên váy, hay là lên set váy.
Nó lớn thì báo em lên cho, hay là em bé trai nữa. Rồi ai chốt gì nó không có chở báo em nha mấy tình yêu ơi. Màu lá hồi nãy có ai chưa chốt của mấy chị màu lá đẹp nè. Ai chốt lá lên lá giùm em kèm số ký nha, đây lá nè. Màu lá giùm em nha, ai chốt lá lên lá nhí 39 đại 49 giùm em ha đây. Nhí 39 đại 49 thì rồi chốt lá lên lá giùm em ha. Lá ok. Ngố khô tông là em giờ em còn mấy cái mẫu em đăng ra nè chị đó. Ai chốt lá lên lá giùm em nha. Lá kèm số ký giùm em luôn. Ai chốt lên lá giùm em kèm số ký ha. Đây size 8 đến 35 ký vừa nhí 39 đại 49 nha. Lá 39 49 em không tin được luôn đó mấy chị. Lá kèm số ký giùm em ha. Lá. Lá 10 là 25 ký ha. Em coi còn nha. Lá 10 là 25 ký ok em coi còn nha. Rồi lá em hết 25 ký luôn chị. Lá em còn 10 ký em hết 25 ký luôn chị ơi, Minh Hoài. Em còn 10 ký em hết 25 ký luôn chị. Lá em còn 10 ký nhưng mà em hết 25 ký rồi. Rồi bộ dây nè, ai chưa chốt dây lên dây giùm em mấy chị, dây vàng nè. Dây vàng giùm em ha, ai chốt dây vàng lên dây vàng giùm em nha đây. Size đến 35 kg vừa giùm em nha, ai chốt dây vàng lên dây vàng giùm em luôn, nhí 49 đại 59. Cái bộ lá đó là bé trai mang được luôn đó mấy chị, nhưng mà em hết size 25 kg rồi chị Minh Họ có lấy 10 kg thì báo em nha, em hết 25 kg rồi. Nhưng mà họ có lấy bộ 10 kg thì báo em nha. Rồi mấy chị ơi cái bộ này nè. Size 8 đến 35 kg vừa ai chốt lên dây vàng giùm em ấy. Size 8 đến 35 kg vừa ai chốt dây vàng lên dây vàng giùm em nha mấy tình yêu ơi, đây dây vàng nè. Ai chốt dây vàng lên dây vàng size 8 đến 35 kg vừa nhí em xe 49 đại 59 73 d mấy chị nha. Lá số 11. Lá số 11 em hết luôn chị Kim Dung ơi, lá số 11 em hết luôn. Lá số 11 em hết luôn rồi. Em còn số 10 13 với 14, em còn số 13 14 ha. Rồi dây vàng, ai chốt dây vàng lên dây vàng giùm em nha. Đây dây vàng nè. Size cưng quá. Size 8 đến 35 kg vừa nhí 49 đại 59 giùm em nha, dây vàng luôn. Ok bộ lá đó em hết rồi mấy chị. Em hết size số 11, bữa 2 chị Thị Thảo thì chị Vi Nguyễn lấy hết mấy bộ đó rồi nên không có size luôn á. Em thấy quá rẻ, thật sự luôn quá rẻ cho một cuộc tình. Rồi ai chốt dây vàng lên dây vàng em kèm số ký nha. Em còn size 8 đến 35 kg vừa nhí em xe 49 đại 59 giùm em ha. Rồi em qua màu khác. Màu cam này hình như con trai cũng mặc được mấy các em hết size luôn á màu cam nè. Màu cam này con trai cũng mặc được nhưng mà em hết size 25 kg thì phải. Em còn size số 9 nè, em còn size số 9. Số 12, số 12, số 14, số 13. Rồi ai chốt cam lên cam giùm em ha, cam. Không chị bị trùng sai chị Kim Dung. Trùng sai có nghĩa là chị trùng sai là chị Vi Nguyễn á. Chị trùng sai là chị Vi Nguyễn hoặc là chị đúng rồi, chị trùng sai là chị Vi Nguyễn. Để chị Vi Nguyễn chốt trước vào chị là nó hết sai. Rồi cam này trai gái cũng mặc được rồi mấy chị đây nè. Cam này em cũng hết sai luôn, cam này em còn sai số số 3, 8 đến 10 kg nè. Em còn sai 34, 35, 32, 33. Size 21, 22 em cũng còn size đẩy không à. Rồi lên bộ chân váy lại thôi, rồi em lên bộ chân váy lại thôi tình yêu hoa. Rồi ai chốt lại lên giùm em cam nè. Cam giùm em nha, nhí 39 lại 49 tại trùng size mấy chị chốt hết số thì mới bị trùng size cái chị kia lấy cái mình hết size á. Màu cam. Set chân váy nè em còn size bao nhiêu em coi coi. Cô gái nè em còn size 32 33, số 7 là 17 18 nè, với lại size này là size 19 20. Chị Thiên Bình lấy số 8 hay số 7 thì Thiên Bình báo em nha. Đây. Rồi ai chốt cô gái lên cô gái. Cô gái em còn size 8 đến 9 kg nè. 25 kg em hết luôn chị Minh Huệ, màu cam hết 25 kg luôn. Còn nào bé trai mặc được nữa không ta? Em hết 25 kg luôn chị Minh Huệ, còn 10 kg đâu, 25 kg em hết luôn. 25 kg em hết luôn, em còn size số 12 là số 9 rồi, số 9 là 22 kg. Còn số 12 là 29 30 kg nha. Số 8 á chị kia mà lấy số 8 thì comment số 8 cho em nha.
Hôm nay 68 giùm em ha, có gì để em biết cho chị nha. Ê, chị nói 18kg, chị qua 19-20kg cho em. Chị comment là 19 hoặc 20kg giùm em là size 68 nha chị nha. Có gì comment giùm em ha. Còn 18kg là size 67. Rồi chốt cô gái lên cô gái CG nè. CG giùm em nha. Đây, ai chốt CG lên CG. CG em còn size 8-9kg, size 17-20kg, với lại size 30. Ủa nè em hết luôn, CG để chị kia hết. Rồi vậy là cô gái em còn size 8-9kg, 8-9 là size 17-20kg. Thì mình chốt bộ này chị, vải đẹp lắm luôn. Có quần bên trong mà có 55.000, nghĩa 55-65 mà. Mà em cũng có size đại luôn ở đây nè. Hình cô gái này cưng lắm luôn, màu xanh dương nữa. Rồi ai chốt thì lên giùm em nha. CG cô gái nha mấy tình yêu ơi. Cô gái giùm em ha. Chào cái không tự để bỏ đâu luôn. Màu đỏ này còn chờ, màu đỏ này còn ta, màu đỏ này số 9. Đó màu đỏ cũng còn size 10kg nhưng mà hết size ấy luôn nè. 18kg ha. Chị không, mình chốt mã nào á chị? Chốt mã cô gái á ha. Chốt mã cô gái đúng không chị? Có mã cô gái thì báo em nha. Chốt mã nào thì báo em nha mấy tình yêu ơi. Đây nè. Rồi bộ mo luôn. Ai chốt mo lên mo size 8-35kg vừa. Ai chốt mo lên mo giùm em nha đây. Size 8-35kg vừa. Ai chốt mo lên mo giùm em. Chốt vài bộ mấy chị vải đẹp lắm luôn. Có 55-65 mà. Ok chị Thiên Bình. Chị mà lấy 68 thôi chị ha. Lấy 68 cho chị nha. Form nhỏ 55.000. Ok chị Thiên Bình. Con gái cho chị Thiên Bình đâu. Ok chị Thiên Bình 68 cho chị. Form này form nhỏ lắm. Rồi ok chị Thiên Bình nha. Rồi em qua mẫu mấy tình yêu ơi. Ai chốt mo lên mo giùm em nè. Size 8-35kg vừa. Ai chốt mo lên mo giùm em kèm số ký thôi mấy tình yêu hoa. Mon kèm số ký giùm em nha đây. Xét váy có quần bên trong luôn, vải 3D luôn nha mấy chị nha. Mon giùm em kèm số ký luôn. Em nói thật mấy cái set này đẹp lắm luôn á. Ai chốt mo lên mo giùm em mấy tình yêu ơi. Mon kèm số ký giùm em ha. Mon Mon kèm số ký giùm em nha mấy chị yêu ơi. Size 8-35kg vừa nhí 55 đã 65 không chốt là hối tiếc. Em nói thật luôn á. Vải đẹp lắm luôn. Quần bên trong là quần thun lạnh giùm em luôn nha. Quần bên trong là quần thun lạnh luôn ha mấy chị ha. Ai chốt mo lên mo giùm em nha. Mon 18kg thì Thiên Bình. Mo lấy số 8 nha chị Thiên Bình. Phơm nó nhỏ. Chị Thiên Bình phơm nó nhỏ lắm. Mặc được lâu thì mình lấy số 8 đi. Lấy số 8 nha em ơi thiệt luôn á. Có còn số 8 không. Còn đâu rồi, không mo đi đâu nữa. Mon cho chị Thiên Bình nè, số 8 chị Thiên Bình. Ok mấy chị muốn lên gì nữa thì báo em nha. Em còn màu mèo nè chị Thiên Bình, màu gấu đỏ nè, chốt hết mấy màu luôn á chị Thiên Bình. Vải đẹp rồi, lấy số 7 hết số 8 nè. Lấy số 7 chị Thiên Bình luôn, hết số 8 nè. Rồi lấy số 7 chị Thiên Bình luôn. Mon hết số 8, số 7. Ai muốn lên gì thì báo em nha mấy tình yêu ơi. Chị Mai Minh Hoại có muốn lên gì nữa thì báo em nha. Mấy chị muốn lên gì thì báo em nha. Em còn hình con mèo nữa chị, hình con mèo, hình con gấu. Không có chín gì dữ à. Ai muốn lên mấy trai hay mấy gái hay mẫu gì thì báo em nha. Rồi tí nữa bức hình mấy chị 18 cái chị Thiên Bình nè. Ok chị yêu nè. Rồi ai chốt gì thì lên giùm em nha mấy tình yêu ơi. Ai chốt gì nữa thì lên giùm em ha. Ai chốt mo lên mo giùm em luôn đây nè. Cưng lắm luôn, muốn lên gì thì báo em lên cho. Mo mo. Cái váy này em về cả ngàn lần bán cũng hết cả ngàn lần luôn. Em về hoài luôn, đáng quái ha. Em về mỗi lần hai lố mấy chị hả, lần hai đi mà không đủ bán luôn gần Tết á. Em thấy nó dễ mặc, giá rẻ thì cũng ok. Rồi màu lá nó, màu lá thì Thiên Bình có chưa ta, lá màu lá này chị Thiên Bình à, chốt lá lên lá giùm em luôn, hoa lá luôn. Còn chị trai 10kg còn mẫu đây,
Cho em màu này nha, đây lá này, chốt lá lên lá giùm em ha, lá thì đầu chốt lá lên lá giùm em luôn nha, lá. Chốt lá thì lên lá giùm em ha, màu lá này chị, màu lá thành con ngựa bunny. Rồi em lấy bé trai cho chị chốt cho. Bộ đát này nè mấy chị ơi, bộ đát này size 9 đến 10 kg vừa rồi, chốt em đát sale 29.000 luôn, chốt em đát đỏ. Chốt em đỏ giùm em nha, đây đỏ nè mấy chị, đây. Đây là chị size 9 đến 10 kg vừa rồi em sale luôn 29.000, các chốt thì comment cho em đỏ nha, sale luôn 29.000 đây nè, cái quần này. Chốt đỏ lên đỏ em size 9 đến 10 kg vừa nha, đỏ giùm em nha. Đỏ giùm em luôn, em sale 29.000 khoảng gì em sale cho em. Rồi còn ngố nữa không, đem lên rồi ok ok, đỏ xe 29.000. Mấy cái mẫu là bạc bạc muốn xeo cho nó hết đi. Rồi ok đem lên ngố nữa cho. Ngố cô tông nhớ hồi nãy cho chị Thị Thảo hay là ngố gì chị hay là ngố ba đời. Màu đỏ giùm em nha, đây size này 10kg vừa, ai chốt đỏ lên đỏ 10kg vừa giùm em thôi đây nè. Chốt đỏ lên đỏ giùm em nha, 10kg vừa, ai chốt đỏ, ai chốt mã này lên cho em là mã số 4 đi, đây nè. Mã số 4 giùm em nha, ai chốt mã 4 là mã 4. Sale luôn 49 ngày hình của chủ Quýt Game nha, bãi đẹp quần có túi luôn mấy chị. Quần có túi luôn nha, ai chốt lên giùm em nha. Màu đỏ. Màu đỏ giùm em nha, màu đỏ luôn. Màu đen sale luôn 49 ngàn đây nè chị. Vải đẹp lắm chị Minh Ngoại, cái bộ này vải đẹp lắm, bán 69 ngàn, hôm nay sale luôn 49, quần là có túi luôn nha đây nè. Quần là có túi cho em luôn á, rồi sale 49 ngàn luôn, đen nè. In hai mặt luôn, chị chốt màu này thì chốt em nó hợp luôn, vải bộ này đẹp lắm luôn, em sale luôn 49 ngàn, ai chốt thì chốt với mấy tình yêu ơi. Đen đen, em còn size 15 16kg luôn nha, rồi giờ hết. Giờ 6 em còn size 15 16kg, ai chốt thì chốt giùm em ha. Đen đen ha, ok chị. Đen 49 ngàn, em sale luôn, bộ đó đẹp lắm, có tuần có túi luôn, hàng thiết kế. Nói chung tùy giờ chị, tùy giờ chị ai thích mặc gì thì mặc thôi chị. Kiểu thích mặc cô tông thì chị mặc cô tông, còn không thì chị mặc ba lê cho nó thoải mái. Nói chung ba lê rồi, nói chung ba lê mà đã hơn cô tông chứ, ba lê mà đã hơn cô tông, chị giặt mấy giày chị cũng không có sợ hư nữa, chị giặt hoài luôn chị không có sợ hư. Cái này em nói thật, giống như mấy cái hàng này nè chị, giống như mấy cái hàng là chị mặc hoài chị giặt hoài cũng không sao. Cái đó là em nói thật nha, cái đó là hàng ba lê em nói thật. Ôi như mấy cái bộ đó chị mặc hoài chị không có sợ, em nói thật luôn. Đó đây nè, như mấy bộ mo này nè, chị mặc hoài chị không có sợ nó, cưng không? Mặc hoài chị không có sợ, còn cô tông thì khi giặt nó. Em cảm ơn chị Hồng Lan. Trời, chị Minh Hoài ha, cái không. Cái bộ đá đỏ kia vừa, còn cái bộ đen chắc hơi rộng một chút xíu, hơi rộng nha chị nha. Còn cái bộ đá đỏ là vừa luôn á chị, còn cái bộ đen nó hơi rộng, nhưng mà em nói thật luôn, bộ đẹp lắm luôn mấy chị, em nói thật luôn, bộ đẹp lắm luôn nha mấy tình yêu nha. Nói chung là vải nó đẹp lắm mấy chị, nói thật luôn, chị chốt bộ đó em muốn bé lớn hơn bằng cái vừa. Cái bộ đẹp lắm, em nói thật luôn, em có mấy trai em cho nó mặc liền. Ok chị Thị Thảo. Em nói thật, thường với khách nhận hàng bên em ba đơn người ta khen cực kỳ, cái em nói thật cô tông thì nói chung mà nó nhiều kỹ thuật hơn, cứ như là nhiều kỹ thuật, mà cứ như là cô tông thì nó mã nó ôm phơm hơn mấy chị ha. Đây em bán có sai em nói vậy, có nghĩa là cô tông nè mấy chị, cái phơm của nó sẽ ôm hơn là hàng ba d hay mấy tình yêu hơn, nó sẽ ôm hơn hàng ba d, giống như cái phơm của mấy chị mặc đây. Đây cái ba cái cô tông đâu, nó sẽ ôm cái phơm của mấy chị vô giống như em, nó sẽ ôm cái phơm như vậy nè. Còn cái ba d thì nó không ôm cái phơm nó sai thì mình mặc vậy, bé nó hơi ốm thì mình mặc thứ như nó suông xuống, còn bé nào mặc hơn có thịt chút xíu hoặc là vừa tướng á thì nó mặc nó phình ra chỗ nào thì nó phình chỗ đó, còn bé nào có thịt thì có như là dạng hơi mập chút xíu, có bụng nó phì bụng, có nó phì đít thì có cái phơm như vậy đúng không. Còn mà cô tông thì nó sẽ ôm cái phơm của bé luôn đó, nó ôm cái phơm của bé luôn đó. Các em nói thật, nhưng mà cô tông mặc sẽ không bền bằng ba đê. À các em nói thật mấy tình yêu nha, đây ba đê mấy chị giặt hoài luôn,
mấy chị giặt nhiều nữa, mấy chị giặt nó cũng không có bị gì, có cái mặt cũng sẽ mới hoài là mình mặc được hoài luôn nha mấy tình yêu nha. Cái đó là em nói, còn cái cô to mình giặt á lâu lâu giống như là hoài thì mấy cái hình nó sẽ kiểu như là sẽ bị vỡ ra ha, mấy tình yêu hơn nó sẽ như mình mặc lâu không coi em mặc cũng không bị vỡ. Trong cái là hôm qua mấy em cũng có đưa con em lên cho mấy chị xem là mặt nó không bị vỡ ha, mấy tình yêu hơn mấy cái hình nó không bị vỡ, nhưng mà trừ khi nào hàng nào hiếm lắm nó sẽ bị vỡ, như nó bị nứt với cái hình này ra nè. Ví dụ em nói vậy chứ con em mặc cũng chưa có bị vỡ, có thì em sẽ nói nó chưa nha mấy chị nha. Nhưng mà ít lắm, ít mẫu lắm nha, mấy cái mẫu này không bao giờ bứt đất em mấy chị, như cái mẫu này không bao giờ nha, xét váy này không bao giờ, không bao giờ bị cái hình này đứt ra, không bao giờ nha mấy tình yêu nha. Coi em mặc rồi cái màu nó cũng xì luôn nha, cái màu nó cũng xì. Hôm qua anh lên like cái mặt hôm kia chứ lên like cho mấy chị xem á, ai cũng hỏi là xét váy coi mặt có bán, nó mặt cũng xì, cái mặt cũng xì mà cái hình vẫn còn yêu nguyên, mà cái form nó cũng vậy đó mấy chị đó. Còn chị nào thích mát mẻ ha, không mình thích mát mẻ, như bây giờ em cũng thích cho con em mặc ba đời lắm thiệt luôn, tại vì nó mát mà con em nó không chịu, mấy chị nó lựa cô tông nó mặc không, mà tại cô tông hình nó đẹp hơn đó. Cái đó em nói thật, cô tông là hình nó đặc sắc hơn đó nè mấy chị, đó đặc sắc hơn thì em hơn nhìn vô mình sẽ thấy cái hình đầu tiên. Còn hàng 3D là nó kiểu như nó mát, vải nó mát để mặc vô nó nhẹ này, nó co giãn nè mấy chị ha, nó co giãn giùm em hơn, nó thoải mái, nó nhẹ, rồi giặt mấy giặt mình không có sợ hết trơn, vải nó mỏng, nó mau khô đó. Cái đó em nói thật luôn. Rồi mà cái hình như nó màu mè quá, nó không có đặt vô mắt mà có khi mình khi mà mình bé mặc cô tông mình mặc vô mình nhìn thấy là cái hình nào, cái hai da hình đó ví dụ vậy. Còn hàng 3D thì cái hình nó tùm lum lộn xộn á, mình sẽ thấy cái tổng quan hơn là thấy cái chi tiết. Minh kia tay dài ok để em lên ít bộ mong cái 26 kg. Em nói thật luôn, bộ này mặc cưng lắm nha mấy tình yêu nha. Em nói thật, mấy chị nên chốt những cái bộ này có sao để em nói vậy ha mấy tình yêu. Chị nào biết nhặt mặt hàng rồi mấy chị sẽ biết là cách mặc liền. Em nói thật 26 kg mà, để em coi mon có 26 kg không nha. Có 26 kg này chị Thiên Bình, có chốt thì báo em nha mon, em xem. Ok ok, giờ em lên luôn nha mon, có 26 kg thì mình chốt với vải, bộ này đẹp lắm mấy tình yêu ơi. Cái đây em nói thật. Rồi em lên xem cả hai thứ, chị thích mẫu nào chốt, mấy chị cứ đem về mặc thử giúp em thôi, mình thích loại nào mình mặc. Con em thì vẫn mặc hai thứ nha mấy tình yêu ơi, con em thì vẫn mặc hai thứ nha, nó thích mặc nào em cho nó mặc đó. Đó em nói thật luôn, cái nào chị nào thời tiết nóng chị nào thích mặc hàng ấy thì mặc. Nhưng như mấy bé nhỏ nhỏ thì thích mặc hàng Minh Kim Mơ, nó giống như bé Nguyên á, thích mặc hàng Minh Kim Mơ thì người ta thích đó mấy chị. Rồi em qua mẫu nha mấy tình yêu ơi, qua mẫu. Còn cái này gì em sale coi. Rồi bộ này 8 kg vừa thôi nha, sale luôn mấy tình yêu, 8 kg vừa sale luôn 19.000. Ai chốt mã 19 là mã 19, 8 kg vừa thôi mấy chị ơi, mã 19 đây nè. Ai chốt 19 là 19 giùm em ha, 8 kg vừa thôi nha đây. Ai chốt mã 19 là mã 19 giùm em, 8 kg vừa, sale 19.000 luôn. Còn gì dưới đây chân em bỏ lên coi. Rồi 8 kg vừa luôn, sale luôn đây mấy chị. 8 kg vừa luôn, sale luôn, mã này mấy chị comment cho là mã chuột. 8 kg vừa chuột luôn mấy chị ơi, đây. 8 kg vừa chuột luôn 19.000, ai chốt chuột lên chuột 19. Ai chốt chuột lên chuột 19 giùm em thôi đó, còn không lấy mấy chị không lấy, em để lại cho cháu em tiếp. Em để lại hoài mấy chị, cháu em nó mới đẻ ra nhưng mà em để lại hoài vậy. Rồi ai chốt mã nào lên mã đó thì em lên ít bộ ha. Chị Thiên Bình có lấy mon 28 với báo em nha mấy bộ nào. À mấy cái set đi chơi hay mấy Nguyên okay. À mấy cái set đi chơi ha. Rồi ok ok để em lên. Rồi chị ơi, chị Minh Hoại nè, có lấy mấy cái set này không chị, như dạng đi chơi nè, để em lên luôn cho mấy Nguyên thôi mấy chị coi luôn thôi. Giờ em qua mẫu từ từ cho. Em lên gì mấy chị kêu lên gì. Ờ lên mấy ngố để em lên ngố. Rồi em qua mã nha mấy chị nha, đây. Ủa lâu quá ha mấy chị, em chị sử dụng wifi khác, không có chị có wifi khác riêng nữa mà nó cũng lag đó ha mấy chị, lag không hả mấy chị. Rồi chốt cho em mã này mã gấu đi.
Size 8 đến 35 kg bùa này, ai chốt gấu lên gấu giùm em nhí 59 đại 69. Vậy hả? Rồi ai chốt gấu lên gấu ơi. Đây nè mấy chị gấu nè. Chị nào chốt gấu lên gấu giùm em nha, size 8 đến 35 kg bùa giùm em ha, nhí 59 đại 69 giùm em luôn đây. Ai chốt gấu lên gấu kèm 6 kg giùm em cái quần nè mấy chị. Đây cái quần eo vì ha ngoài sau nè. Mấy cái mặt hàng này mặc lên cưng lắm mấy tình yêu ơi, hàng 3D á. Thì em thoát qua Yabo lại được không mấy tình yêu? Ai cũng nói mạng lé cái thêm thoát qua em vô lại đi. Em thoát ra em vô lại nha mấy chị nha, em thoát ra em vô lại nha mấy tình yêu. Mấy chị thoát ra mấy chị vô lại giùm em nha mấy chị nha, thoát ra vô lại giùm em mấy tình yêu ơi, nó bị lé rồi rồi, chờ em tí nha mấy chị nha.